Chúng ta vừa xem xong hai cái câu chuyện của học viên Brandy. Những người phụ nữ là những người mẹ cũng sữa. Họ rất là bận rộn. Họ cũng không làm công nghệ lắm đâu các bạn. Nhưng mà họ quyết tâm học và họ đã làm được rất là nhiều thứ. Và các bạn đã thấy các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một buổi học đầu tiên trong khóa học Body Online. Khóa học lần này thầy phải nói thật sự là thầy đã hoàn thiện và đã đưa ra một cái hệ thống rất là tự hào, và buổi này sẽ giúp cho các bạn hình dung toàn bộ cái bức tranh marketing online và giúp cho các bạn làm marketing online nó như giống như các bạn vận hành một cái nông trại, một nông trại gà, và việc các bạn chỉ là mỗi ngày các bạn đi thu hoạch trứng, mỗi ngày các bạn là mỗi tuần các bạn đi thu hoạch trứng để các bạn tung ra thị trường. Và cái đàn gà của các bạn cái càng lúc càng lớn và nó sẽ cho trứng. Và các bạn sẽ thấy được là những công ty mà có những cái đàn bò hay là những cái trại gà như vậy, đó là những công ty rất là lớn. Ví dụ Vinamilk, ví dụ như là vừa rồi có sự lùng xùm giữa Vinacapital và cái đơn vị bán trứng ở thị trường ba đơn vị em còn nhớ mà ba vi hay là ba bì gì đó. Đấy thì tối nay chúng ta sẽ đi ba nội dung chính. Nội dung thứ nhất là thầy sẽ nói cái quan trọng trước. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái mô hình làm marketing theo hệ thống, theo cái mô hình của nông trại gà siêu trứng. Đấy, tuy là nghe nó nông thôn nhưng mà thực sự là các bạn sẽ rất là dễ hiểu. Cái thứ hai là chúng ta sẽ chúng ta sẽ học về kỹ thuật quảng cáo phễu marketing. Các bạn sẽ học về kỹ thuật quảng cáo phễu marketing. Mọi người chờ tí. Cái thầy mở ra được cho đúng. Đây là cái tư duy nào. Đây. Kỹ thuật phễu marketing và kỹ thuật khớp ván. Đó chính là ba cái mục tiêu chính mà hôm nay chúng ta phải cố gắng đạt được. Và sau đó nếu như còn thời gian thì chúng ta sẽ nói một chút về những cái quan trọng hơn và cũng như là những cái đầu tiên phía sau. Thì nguyên tắc của thầy khi chúng ta làm việc với nhau là thầy sẽ nói lý thuyết cho các bạn hiểu và sẽ giải thích cặn kẽ. Sau đó các bạn thực hành ngay, tức là các bạn thực hành ngay vào những sản phẩm mà các bạn đang kinh doanh, những công việc, những business mà các bạn đang run. Hoặc là nếu các bạn đang là sinh viên hoặc các bạn chưa có sản phẩm thì các bạn hãy tưởng tượng một cái sản phẩm nào đó của người thân hoặc là của bạn bè gì đó thì các bạn làm. Thì như vậy là cũng như là các bạn mới ứng dụng tốt hơn. Đấy. Ok. Chúng ta sẽ đi vào bắt đầu câu chuyện luôn. Rồi, mọi người chờ tí nha. Thì thầy xin tổng quan về cái thị trường, cái bức tranh bán điều làm một tí. Thì khi các bạn làm marketing, các bạn sẽ có một nguyên tắc cực kỳ quan trọng là ở đâu có khách hàng tiềm năng tập trung thì các bạn mang sản phẩm, mang dịch vụ tới đó marketing, tới đó bán hàng. Thì hiện nay các bạn, trong một cái thống kê năm 2019 của tạp chí Social VR Social và Hotsuit, đây là hai cái đơn vị làm thống kê về mạng xã hội rất là uy tín nhất thế giới, thì người ta có thống kê được là đây là những cái trang mà có lượng truy cập lớn tại Việt Nam, bao gồm những cái ông lớn như là Google, Facebook, YouTube cũng là một cái nền tảng Google. Đấy, rồi tới tiếp theo là VN Internet, tiếp nữa là Zing và New.Zing. Thì trong khóa học của chúng ta sẽ tập trung đẩy mạnh về Facebook. Đây là một cái nền tảng chốt deal cực kỳ tốt. Tức là khi các bạn muốn bán hàng tốt cho những đối tượng mà người dùng cuối cùng, tức là khách mua để sử dụng sản phẩm cho bản thân họ, thì chúng ta sẽ dùng Facebook để chúng ta chạy chốt deal. Thứ hai là chúng ta sẽ chạy quảng cáo Google. Thì các bạn nào cũng
làm sản phẩm dịch vụ mà người ta tìm kiếm nhiều, hoặc là các bạn bán hàng cho doanh nghiệp thì các bạn dùng Google cực kỳ tốt. Cái phần thứ ba trong cái pháp của chúng ta là chúng ta sẽ chạy quảng cáo về về Zalo. Cái hệ thống của thằng thằng Vin này nó viết tắt là VNC, nó bao gồm Zalo, bao gồm Tin, bao gồm báo mới. Thì chúng ta sẽ chạy trên ba nền tảng chính đó, đó là ba nền tảng gọi là lớn nhất tại Việt Nam với lượng người dùng lớn. Đây bốn cái mạng xã hội lớn nhất. Các bạn nhìn top 5 nè, thì YouTube là của Google, các bạn sẽ chạy mua Apple để chạy Facebook và Facebook Singer, đó là nền tảng của Facebook, và thứ tư là Zalo, đó là nền tảng của VNG, và cái thứ năm là Instagram, đó là nền tảng của Facebook. Thì đây chính là những cái nơi mà khách hàng của các bạn đang tập trung. Các bạn phải mang thông tin, mang sản phẩm lên đó. Thì hiện nay chúng ta sẽ có thêm một cái chỉ số nữa, đó là chỉ số người ta dùng app, dùng điện thoại, web một phần, và thế giới điện thoại bây giờ người ta dành thời gian để truy cập app rất là lớn. Thì chúng ta sẽ có những cái app mà được xếp hạng cao, gọi là active user, là được user sử dụng thường xuyên. Thì chúng ta sẽ có những cái app như là Facebook và Facebook Messenger. Đây là cái nền tảng gọi là rất là user active, rất là lượng user rất là lớn. Rồi mới đến là Zalo, rồi mới đến là Zing. Đấy thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái app người ta hay dùng là Facebook, Zing và Zalo ở tại Việt Nam. Đấy. Thì trong cả khóa các bạn sẽ làm sao để xây dựng những cái hệ thống tương lai trên những cái nền tảng này. Đấy, thì đó chính là cái nội dung mà chúng ta nên tập trung đẩy mạnh truyền thông trên những cái nền tảng này. Bây giờ thầy mới tổng quan sơ thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào luôn những cái vấn đề của Facebook mà khi các bạn mới làm hay là các bạn đang làm hoặc là các bạn dự định làm thì các bạn sẽ gặp phải những cái vấn đề sau đây. Thầy có liệt kê ra 8 vấn đề mà các bạn sẽ gặp thường xuyên, đặc biệt là những bạn mà chưa trải qua những cái chương trình đào tạo của branding. Thứ nhất là các bạn sẽ gặp là chi phí Facebook Ads quá cao. Tức là các bạn chạy quảng cáo Facebook quá cao quá, chi phí cao quá, các bạn sợ tốn kém mà các bạn không chạy. Khi các bạn không chạy quảng cáo Facebook có nghĩa là các bạn không còn kênh nào để tiếp cận khách hàng hiệu quả. Dù các bạn đăng lên file cá nhân, các bạn đăng lên group thì khách hàng mới các bạn khó thể tiếp cận được, và các bạn chỉ tiếp cận được khoảng vài trăm hoặc là vài chục khách hàng. Thì làm sao được bằng cái việc các bạn chạy Facebook Ads hiệu quả tới hàng chục ngàn, hàng triệu user khách hàng của bạn. Thì trong khóa học chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết việc này. Vấn đề thứ hai là các bạn không xây dựng đối tượng. Xây dựng đối tượng ở đây là chúng ta tạo ra những cái, thầy lấy ví dụ, thầy sẽ vô trong cái tài khoản của trung tâm và để cho các bạn xem là cái thư viện đối tượng của thầy nó lớn và nó đồ sộ như thế nào, và việc thầy truyền thông nó rất là chính xác, bởi vì thầy chỉ truyền thông đúng người có nhu cầu và đúng những người mà đã biết về branding, đã hiểu về khoa học của branding. Đây, đây là cái thư viện đối tượng của thầy. Mọi người cùng xem. Đấy. Mọi người xem cái cột này nè. Đấy. Ví dụ thầy có đối tượng là mọi người tương tác với Brandy, tức là với fanpage Brandy.edu. Thì đây là những người mà đã tương tác với fanpage, đã kích like, đã kích share, đã kích vô ảnh, đã xem video. Thì đối tượng này thầy có tới 21.000 người. 21.000 người, những người đã từng tương tác với fanpage Brandy. Thì những người tương tác với fanpage Brandy là những người mà đã có nhận thức, đã hiểu biết về Brandy. Thì đây là những cái đối tượng mà thầy sẽ chăm sóc thường xuyên, phục vụ. Thì khi các bạn làm Facebook, các bạn phải làm sao xây dựng được cái thư viện đối tượng này. Các bạn chia nhỏ ra. Ví dụ thầy có rất là nhiều cái đối tượng nhỏ nữa. Ví dụ như là những người xem 25% xem video, rồi những người tương tác với bài viết và quảng cáo. Đấy. Thì
Nói chung là có rất là nhiều thứ mà các bạn sẽ xây dựng ở thư viện đối tượng này. Thì chúng ta sẽ học cái phần đại bài thứ hai. Bài thứ hai các bạn nha. À, làm sao các bạn target được đối tượng đúng? Thì trong bài thứ buổi thứ hai và buổi thứ năm thì chúng ta sẽ học cách target đúng đối tượng. Và thậm chí tối nay các bạn có thể học một chút về target để nhắm đối tượng chi tiết. Cái thứ tư mà các bạn hay sai lầm là các bạn chọn sai vị trí quảng cáo. Các bạn sẽ bị Facebook làm đảo lộn cái suy nghĩ của các bạn. Các bạn không có nhận ra được là đâu là vị trí tốt để các bạn chốt deal và đâu là vị trí tốt mà các bạn tiếp tục nhu cầu. Thầy lấy ví dụ các bạn chạy quảng cáo, các bạn bấm tạo chiến dịch đúng không ạ? Các bạn chọn mục đích xong, để thầy nói để cho mọi người dễ hình dung, sau đó mọi người sẽ có một cái hình dung rõ một bức tranh. Đây là cái vị trí. Thường là các bạn không để ý cái việc này. Thì trong cái vị trí này các bạn, Facebook nó offer cho các bạn rất là nhiều vị trí. Nhưng mỗi vị trí nó có một cái tác dụng khác nhau hoàn toàn. Có những vị trí nó đem lại cho các bạn khách hàng, nhưng có những vị trí nó phí tiền của các bạn. Và người marketing khôn ngoan là các bạn chỉ chọn cái vị trí mà phù hợp với chiến dịch. Ví dụ bạn chạy chiến dịch tốt điều thì bạn sẽ chọn vị trí dành cho tốt điều. Bạn chạy kích thích nhu cầu thì các bạn sẽ chọn vị trí phù hợp với kích thích nhu cầu. Thì cái này thầy sẽ nói kỹ, rất là kỹ trong buổi thứ tư của chúng ta. Bởi vì thầy giả sử nha, bạn chạy 1 triệu một ngày, bạn chọn hết vị trí này, nhưng chỉ một vị trí nó đem lại kết quả, thì khi bạn chạy xong là bạn sẽ tốn kém 90% danh sách của bạn. Nhưng nếu bạn chọn đúng một vị trí tốt nhất thì toàn 1 triệu đồng của các bạn một ngày đó có dồn vào đúng cái vị trí sinh ra những khách hàng, và khi đó các bạn sẽ ôm trọn cái kết quả quảng cáo. Đó là lý do mà các bạn, nhiều bạn sẽ nói với thầy là em chạy không ra đơn, hoặc là em chạy nhưng mà không có khách hàng cầm mang, không có khách hàng bóng. Tại vì cái tiền mà nó đổ vào đúng cái khách hàng thực sự nó quá ít. Đấy, thì thường là chúng ta chọn sai vị trí quảng cáo vì bởi vì Facebook nó cố gắng chi tiêu hết tiền của các bạn chạy một ngày 1 triệu, 1 ngày 200 ngàn, nó luôn tiền, nó có tiêu hết tiền của bạn, bởi vì nó sống bằng tiền quảng cáo của bạn. Còn hiểu mà, nó sống bằng tiền quảng cáo, cho nên là nó cứ tìm cách phong phú của các bạn lớn rất là nhiều vị trí. Thì các bạn ai để sao làm được vậy? Cái thứ năm là chúng ta chuẩn bị nội dung quảng cáo kém và nhiều nào. Thì buổi thứ ba và buổi thứ tư các bạn sẽ học về thiết kế hình ảnh quảng cáo, thiết kế video quảng cáo để xử lý vấn đề này. Ok, tiếp là chúng ta chạy quảng cáo, chúng ta không đánh giá được hiệu quả. Thì buổi thứ sáu thầy sẽ nói kỹ hơn về thứ bảy thầy sẽ nói kỹ hơn về cái việc là testing và tối ưu quảng cáo. Và chính vì sáu cái sai lầm lớn đó, nó sẽ tạo ra các bạn chạy không ra đường và chạy càng lỗ cho suy giảm. Thì thầy muốn nói sơ qua cái vấn đề, cũng như là thầy hình dung hết cái nội dung chính của học Facebook để các bạn nắm rõ. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái mô hình chạy gà để chúng ta tìm hiểu cái hệ thống marketing nó sẽ hoạt động như thế nào. Chờ tí. Rồi, ok. Mọi người chờ tí ạ. Thầy sẽ nói nhanh qua cái mô hình này một tí. Rồi, ok.
Rồi. À. Rồi, một nghìn bạn. Ok. Khi các bạn nuôi gà hoặc là ba mẹ nhà các bạn ở nông thôn các bạn nuôi gà thì các bạn sẽ thấy rằng là để có một cái đàn gà, một cái trại gà nhỏ nhỏ thì các bạn đầu tiên là các bạn sẽ mua trứng giống ngoài chợ hay là ở đâu đó thì biết. Thì sau đó chúng ta sẽ ấp trứng. Thường là những trại gà lớn thường họ sẽ có cái máy ấp trứng. Và ví dụ như họ ấp khoảng 10.000 quả trứng thì nó sẽ nở ra khoảng từ những cái con gà tốt khoảng từ 5 tới 7.000 con gà. Thì đây là một quá trình ấp trứng từ trứng giống để nó quá trình ấp trứng. Quá trình ấp trứng xong thì chúng ta sẽ có một cái đàn gà con. Và cái đàn gà con này người ta bắt đầu nuôi để cho nó trở thành gà đẻ. Và cái đàn gà đẻ này tức là thầy đang nói về 3 tháng nha, từ cái lúc ấp trứng tới gà đẻ khoảng 3 tới 4 tháng. Thì đàn gà đẻ này nó sẽ cho ra trứng thương phẩm hoặc là trứng để các bạn, đây là sinh tố để các bạn có thể tái ấp lại thành gà con. Thì các bạn, đây là một cái quá trình mà người ta cho ra trứng thành phẩm và cũng như là cho ra trứng những loại trứng tốt để người ta quay trở lại, người ta ấp thành gà con và nuôi thành gà trứng lại. Thì các bạn hình dung một cái điều là cái đàn gà này nếu như người ta tiếp tục làm cái việc này, là cái việc là ấp trứng và nuôi thành con, thì cái đàn gà sau 3 tháng nó sẽ tăng lượng gà đẻ ra gấp 2 và cái chủ thể gà họ sẽ thu hoạch trứng gấp đôi và cũng như là trứng để tái thu hoạch lại cũng là gấp đôi. Và thêm một cái lần nữa, nếu như sau 6 tháng sau các bạn sẽ thấy rằng là cái đàn gà của họ nó tăng gấp 3. Chỉ cần qua một quy trình là cái đàn gà nó phình to ra và cái thành phẩm người ta thu hoạch càng lúc càng nhiều. Và cái quy trình xây dựng trại gà này chúng ta có thể áp dụng vào marketing online không ạ? Chúng ta hoàn toàn áp dụng nó được vào trong marketing online không ạ? Và chúng ta áp dụng bằng cách gì? Bằng cách gì để khi mà các bạn một quá trình các bạn làm marketing online, các bạn truyền thông, các bạn sau một thời gian các bạn có một cái đàn gà, một cái cộng đồng khách hàng, một cái cộng đồng người hiểu biết về sản phẩm dịch vụ của các bạn, những người sẵn sàng của bạn. Và cái mỗi cái làm các bạn thu hoạch là các bạn cho ra được cái doanh số, cho ra được cái đơn hàng, cho ra được cái lượng tiền mặt cực lớn. Và thời gian các bạn càng lúc càng dài, xem thử là họ nuôi gà bằng thức ăn gì. Thì đối với ấp trứng thì người ta sẽ dùng ánh sáng và nhiệt độ phù hợp để cho trứng nó đủ cái môi trường tốt. Sau đó người ta cho cám gà con để bắt đầu nuôi gà con, rồi người ta cho cám tập bột xương để làm tăng năng suất sẻ, và sau đó người ta bắt đầu là đối với những con gà sau này sẽ cho cám công nghiệp. Đấy. Thì vì sao thầy phải nói cái điều này các bạn? Tại vì để thầy nói các bạn là trong mỗi một quá trình, trong mỗi một cái bước là người ta sẽ đo loại thức ăn khác nhau các bạn. Nó không phải là các bạn dùng một loại thức ăn mà các bạn cho hết bốn cái bước này. Thì khi các bạn làm marketing, các bạn hay gặp một cái vấn đề là các bạn lấy một cái bài post, một cái bài quảng cáo các bạn chạy cho tất cả các bước. Nó giống như là các bạn dùng một cái loại cá mà các bạn cho dùng một loại thức ăn các bạn cho bốn quy trình nuôi gà, bốn bước nuôi gà. Đây, mọi người nhìn bước này. Đây. Tiếp theo. Đây. Bây giờ là không phải là gà mà chính là khách hàng của các bạn. Đầu tiên, khách hàng của bạn đang ở trên Google, Facebook. Họ rất là nhiều trên đó. Họ hàng ngày tìm kiếm sản phẩm dịch vụ của các bạn. Họ hàng ngày họ lướt Facebook. Họ lướt Facebook, họ xem sản phẩm của các bạn. Và các bạn làm gì? Các bạn phải dùng một loại thức ăn, dùng một loại nguyên liệu truyền thông, dùng một loại bài post, video gì đó để các bạn truyền thông cho cái đám này, để họ nhận biết về thương hiệu các bạn, họ biết bạn đang kinh doanh cái này, họ biết brand name đang hoạt động ở trên này.
họ biết bạn đang bán sản phẩm đó, họ biết bạn là một cái người kinh doanh cái sản phẩm đó, bạn làm một cái video vui vẻ gì đó. Ví dụ, thầy ví dụ đây, để làm truyền thông tới những khách hàng mới, những khách hàng chưa từng biết về branding, để họ biết về branding, thầy sẽ dùng cái bài vui vẻ, vui vẻ và rất là hài hước, nhưng mà không nói gì, không nói gì nhiều về về sản phẩm, chỉ nói một tí qua thôi. Đây, đây là thầy lấy cái bài video này và thầy chạy giá cực kỳ rẻ các bạn, thầy chạy giá cực kỳ rẻ, thầy sẽ cho các bạn xem. Và khi các bạn làm được cái bước đó thì các bạn phải chọn cái kiểu nội dung đó. Đây, khi các bạn không học marketing online, các bạn không đầu tư vào bản thân đây để xây dựng sự nghiệp trường tồn, thì cái bài này á phải nói là thầy chạy rất là rẻ các bạn. À, thầy cho các bạn xem, nếu các bạn nào từng chạy quảng cáo rồi, các bạn sẽ đánh, sẽ so sánh thử. Đây, thầy lấy cái chỉ số là tương tác video đi, thầy lấy 30 tháng vừa qua, đây là cái thống kê các bạn nha, cái thống kê này, chiến dịch này các bạn, thì chi phí cho mỗi lượt xem video thầy chỉ tốn 27 đồng, và chi phí cho lượt xem 10 giây là thầy chỉ có tốn 50 đồng cho một lượt xem 10 giây. Và các bạn so sánh với các chiến dịch khác này. Đây, ví dụ chiến dịch này là thầy phải tốn 931 đồng cho một lượt xem 10 giây. Đây là chiến dịch chốt deal, thầy phải tốn 931 đồng. Nhưng mà chiến dịch này thầy tốn 50 đồng. Có nghĩa là nó rẻ hơn gấp 20 lần. Vì sao các bạn cần phải chạy những bài rẻ, vui và hài hước? Bởi vì cái bài đó các bạn sẽ chạy nó viral rất là mạnh, và chi phí của bạn rất là rẻ, và các bạn tiếp cận được rất là nhiều. Với cái bài này, thầy chỉ có bỏ ra khoảng 300 ngàn, nhưng mà thầy tiếp cận một lượng người rất là lớn. Đây, thầy tiếp cận hiển thị là 137 ngàn người, và có 37 ngàn người xem 2 giây, có tới 4,750 người xem 10 giây. Đây, các bạn quay lại, các bạn quay lại, đấy. Cái bước thứ hai, sau khi mà các bạn đã truyền thông cho những người mà đó biết về thương hiệu sao rồi, sau đó các bạn sẽ truyền thông, bạn lấy một cái bài giới thiệu sản phẩm hoặc là giới thiệu những cái tính năng đặc biệt của sản phẩm, bạn truyền thông đến họ, tức là đến những nhóm người này, các bạn truyền thông đến nhóm người này để họ nhận biết về sản phẩm của bạn, để họ nhận biết sản phẩm của bạn, đấy, để họ nhận biết sản phẩm của bạn. Vì những người mà đã nhận biết sản phẩm của bạn rồi, nhận biết giá trị sản phẩm, các bạn sẽ có một cái lợi như thế này. Các bạn quên mất một điều á, khi mà các bạn nói cho người ta, nói cho cộng đồng những cái giá trị sản phẩm, những cái hứa sản phẩm, nó sẽ xảy ra hai cái vấn đề, hai cái trường hợp. Một, họ thích, họ thấy sản phẩm hứa, họ sẽ trở thành khách hàng của bạn. Trường thứ hai, họ chưa có nhu cầu mua, nhưng họ sẽ là người tư vấn cho bạn bè, người thân họ mua sản phẩm các bạn. Mọi người hiểu hai vấn đề không ạ? Tức là nhiều người quên mất rằng là họ không làm cái việc là họ truyền thông về cái sản phẩm, cái giá trị đặc biệt của sản phẩm. Nó khiến cho là không có người khách hàng là biết về sản phẩm, là biết về giá trị sản phẩm. Khi đó họ không có truyền miệng. Có nhiều người không mua hàng của các bạn, nhưng họ sẽ truyền miệng cho các bạn, họ tư vấn bạn là người ta à, tới chỗ đó mua đi, ta thấy sản phẩm nó ok đó. Bởi vì họ không kiến thức, họ đánh giá được là sản phẩm là tốt, và họ sẽ nói bạn tại người ta họ tới mua. Cái lượng người đó rất là đông các bạn. Khách hàng của các bạn thực sự mua để dùng cho bản thân họ có thể là 1/2, không, có thể là 1/2, 1/3, nhưng những người không mua nhưng mà tư vấn cho bạn là người không mua có thể chiếm 2/3 hoặc là 1/2. Cho nên bước thứ hai, các bạn phải là truyền thông về sản phẩm dịch vụ, hay chúng ta gọi là chúng ta chạy quảng cáo kích thích nhu cầu để cho họ nhận ra cái giá trị sản phẩm của bạn. Vì sao sản phẩm tốt, vì sao sản phẩm rẻ hơn, vì sao nó giá trị. Sau đó bước thứ ba là
và các bạn trẻ thì sẽ ghét lại tốt điều. Tức là lúc này các bạn mới trẻ, quảng cáo bán hàng thì các bạn thu tiền, thu doanh số về. Các bạn sẽ bán được hàng, vì sao ạ? Tại vì các bạn bán được hàng là hiệu quả nha. Tại vì các bạn sẽ nhìn thông qua những người đang có nhu cầu, đã biết về giá trị sản phẩm. Những người này hiểu về sản phẩm bạn, đã nhận ra cái giá trị sản phẩm, và họ sẽ dễ dàng là người đưa ra quyết định mua hàng. Nhưng mà ở bước này các bạn không tốn quá nhiều chi phí một hàng. Các bạn biết rõ tôi cần truyền thông cho ai để tôi tạo ra đơn hàng. Ôi, nhóm người này là người đang có nhu cầu các bạn. Họ biết về sản phẩm, giá trị sản phẩm các bạn, bởi vì là các bạn làm bước truyền thông ở đây. Sau khi họ truyền thông ở đây rồi, các bạn giả sử các bạn truyền thông cho 10.000 người ở đây, thì sẽ có 2.000 người nhận ra giá trị sản phẩm các bạn. Họ có nhu cầu mua sản phẩm. Sau đó các bạn chạy chút điều tới họ và họ sẽ mua đơn hàng của bạn. Thì khi mà họ quyết định mua rồi, nó sẽ có hai trường hợp. Một là đơn hàng của bạn bình thường, tức là họ cái giao dịch của họ là cái bình thường. Cái trường hợp hai là bạn phục vụ họ rất là tốt, cái giao dịch này là giao dịch họ thấy cổ mua hàng của công ty này tốt quá, hài lòng, họ sẽ trở thành những cái khách hàng happy, họ sẽ quay lại tư vấn cho bạn bè người thân họ sử dụng và họ tiếp tục mua hàng lại lần thứ hai tài khoản. Khách hàng happy họ sẽ có hai, một là sẽ quay lại tư vấn người thân bạn bè để biến người thân bạn bè của họ trở thành khách hàng có nhu cầu. Trường thứ hai họ sẽ trở thành người mua lần hai, lần ba, lần tư với một số lượng rất lớn. Đấy là một cái làm các bạn làm truyền thông. Sau đó các bạn tiếp tục cái quy trình này cho lần thứ hai. Các bạn tiếp tục quy trình lại cái lần thứ hai, các bạn sẽ thấy là cái lượng người có nhu cầu sản phẩm các bạn nó sẽ tăng gấp đôi. Nó tăng gấp đôi các bạn, và doanh số của bạn sẽ tăng gấp đôi. Tức là bạn bắt đầu bằng truyền thông một cái quy trình này. Các bạn sẽ có một lượng khách hàng 1.000 hoặc 2.000. Sau đó các bạn làm đúng như vậy, 3 tháng sau nữa, các bạn cũng tiếp cận khách hàng mới. Các bạn cũng chạy kết thúc nhu cầu, các bạn cũng chạy cái phim, sau đó các bạn sẽ có thêm gấp đôi lượng khách hàng. Tiếp tục 3 tháng sau nữa, các bạn cũng sẽ thêm một lượng khách hàng, thành gấp 3 sau đó. Mọi hiểu cái cách làm này chưa ạ? Đấy, nó rất là dễ thực thi các bạn. Các bạn chỉ cần một cái bài viết về khám phá, một bài viết để làm vui vẻ để họ nhận biết về tôi. Thứ hai là bài viết một video giới thiệu về sản phẩm dịch vụ các bạn, nói về cái giá trị sản phẩm dịch vụ của bạn, vì sao bạn tốt, vì sao bạn ngon, vì sao bạn hay. Bước thứ ba là các bạn chạy khuyến mãi, bạn chạy khuyến mãi, bạn chạy tốt điều, bạn chạy để bán hàng, một chương trình bán hàng để các bạn ra đơn. Cái thứ tư là các bạn chạy chăm sóc khách hàng, chạy những chương trình hỗ trợ khách hàng để họ happy thêm. Đấy. Thì cái mô hình này thực sự là nó sẽ, các bạn càng làm thì các bạn càng sinh ra rất là nhiều. Vậy thì cái mô hình này nó sẽ có một vài cái vấn đề mà các bạn sẽ cùng thầy đi giải quyết. Các bạn sẽ nuôi khách hàng bằng cái gì? Các bạn sẽ nuôi họ ở đâu? Chăm sóc họ ở đâu? Và các bạn phân loại như thế nào? Làm sao các bạn biết đâu là khách hàng, đâu là khách hàng chưa biết về thương hiệu để các bạn chạy? Làm sao các bạn biết khách hàng nào có nhu cầu? Làm sao các bạn biết khách hàng nào phải biết về thương hiệu nhưng mà chưa có nhu cầu? Đấy, các bạn sẽ gặp ba vấn đề này. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ chăm sóc khách hàng và nuôi dưỡng khách hàng bằng cái gì? Chúng ta sẽ chăm sóc khách hàng và nuôi dưỡng khách hàng bằng những cái bài viết, bằng những cái bài truyền thông marketing, bằng những cái bài nội dung trên Facebook, trên Google. Thầy ví dụ, đây, mọi người chịu khó nghe lý thuyết một tí, 5 phút nữa là chúng ta sẽ đi thực hành ngay trong chính sản phẩm của bạn. Đây, ví dụ thầy lấy cái bài này để thầy chạy kích thích khám phá để cho người ta biết về thương hiệu dịch vụ của thầy. Thứ hai, thầy sẽ đăng những cái bài này các bạn. Thầy sẽ đăng những cái bài này để người ta hiểu về cái giá trị, cái chuyên môn sâu của branding. Để người ta thấy khoa học branding rất là thực tế. Thầy, những cái bài như là thầy đăng rất là nhiều, ví dụ bài này là một, là thầy đăng kích thích nhu cầu này. Đây là bài chốt điều, là thầy chạy khuyến mãi cho những người mà
ta nó luôn rồi. Thầy chạy cứ mãi cho những người đăng, thầy chạy đi tới các bạn. Và thầy chạy không có quá nhiều tiền các bạn. Nếu các bạn không biết đối tượng nào cần chạy, các bạn sẽ nghĩ rằng là tôi sẽ chạy cho 1 triệu người, hoặc là tôi sẽ chạy cho 65 triệu người trên Facebook. Nhưng nếu các bạn đã biết ai sẽ mua hàng các bạn sẽ không quá tốn kém. Đúng không Vũi? Đấy. Rồi. Ví dụ bài này là bài thầy sẽ chạy kích thích nhu cầu. Kích thích nhu cầu này các bạn. Và thầy cũng chạy quảng cáo. Nếu các bạn bây giờ các bạn không nhận quảng cáo là không thể nào mà tiếp cận được người ta. Rất là ít đừng tiếp cận đấy, các bạn chỉ đăng không. Đấy. Ví dụ bài này là bài kích thích nhu cầu. Thì đôi khi là các bạn phải đăng đăng nhiều cái bài về kích thích nhu cầu, số bài nào mà các bạn thấy tương tác tốt, các bạn quảng cáo luôn. Tức là chúng ta sẽ đăng để chúng ta xem nữa là cộng đồng sẽ thấy bài nào chất lượng. Nếu như bài này chất lượng, kích thích nhu cầu tốt, các bạn chạy được kích thích nhu cầu luôn. Đấy. Rồi bài nào phải chăm sóc khách hàng. Ví dụ thường là thầy tổ chức sự kiện, tổ chức các buổi workshop để tư vấn, để hỗ trợ cho học viên cũ. Đấy, ví dụ như cái bài này là tổ chức live stream để tư vấn cho học viên cũ. Đấy, thì đây là những cái loại nội dung. Các bạn sẽ có 4 loại nội dung các bạn để các bạn chăm sóc khách hàng của mình. Nội dung thứ nhất là nội dung các bạn để cho họ khám phá ra thương hiệu của bạn, một cái bài viết vui vẻ có tính viral. Và bài thứ hai là các bài viết các bạn giới thiệu về sản phẩm dịch vụ thật là xuất sắc bằng video càng tốt. Bài thứ ba là bài top tips và chạy bán hàng và nói về những chương trình bán hàng chiến lược khuyến mại của bạn và sẽ chạy review các bạn bán hàng. Còn cái chương trình nhất này các bạn chạy review các bạn bán hàng và cái đám chăm sóc khách hàng là các bạn lấy được số điện thoại, lấy được email, các bạn sẽ tạo ra đối tượng khách hàng cũ, sau đó các bạn chăm sóc khách hàng cũ này. Các bạn chỉ cần 4 bài viết với 4 cái mục đích khác nhau để các bạn liên tục chăm sóc, liên tục nuôi dưỡng cái cộng đồng những người yêu thích sản phẩm của bạn. Đây. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta cần phải giải quyết là chúng ta sẽ chăm sóc và quản lý khách hàng ở đâu. Các bạn sẽ có 3 cái chỗ để các bạn quản lý khách hàng. Một là ví dụ như lúc nãy thầy có cho các bạn thấy rằng là đây là trình quản lý đối tượng của thầy trên Facebook. Đây là nơi mà thầy quản lý đối tượng của thầy và các bạn sẽ tạo được một cái thương hiệu, một cái trình quản lý đối tượng như vậy để các bạn quản lý toàn bộ tập khách hàng không? Dựa trên cái hành vi của họ, họ like một phát liền nghe ngay vừa đây, họ xem video của các bạn một phát liền nghe ngay vừa đây, tự động. Cái quản lý thứ hai là trên Google các bạn. Trên Google nó có một cái trình quản lý đối tượng và các bạn sẽ quản lý khách hàng trên Google bằng cái trình này. Mọi người xem. Đây. Năm phút nữa thôi các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu làm khách hàng. Đấy. Đây. Trong tài khoản Google Ads nó sẽ có khu vực gọi là trình quản lý đối tượng. Và ở đây các bạn sẽ quản lý cái khách hàng của mình trên này. Tại ví dụ như thầy đối tượng là đã truy cập website Brandy hoặc là website Sinh Văn, thầy có tới 43.000 người. Kích thước tìm kiếm này 43.000 người. Đấy, mọi người thấy không ạ? Đây nè. Đấy, tức là những người đã từng vô website của Brandy và của Sinh Văn. Cái thứ hai là những người đã truy cập trang web khóa học trên Brandy và trên Sinh Văn. Tức là ai đã vô xem cái bài viết về khóa học của thầy thì thầy sẽ lưu họ lại 15.000.
Vậy khi thầy chạy tuyển sinh về khoa học, thầy chỉ cần chạy cho 15.000 người này thôi đúng không? Thầy chỉ chạy cho 15.000 người. Và với 15.000 người thầy chỉ cần tốn khoảng bao nhiêu ạ? 1.000 người là thường là đối với Google thì các bạn sẽ tốn khoảng 100 đến 150 ngàn. Thì đối với 15.000 người thầy tốn khoảng 1.500.000 tới 3.000.000 để thầy tiếp cận hết 15.000 người, những người đã từng vô website xem về cái bài viết về khoa học. Cứ mỗi lần thầy tuyển sinh thầy sẽ truyền thông cái đối tượng này. Và nếu các bạn tưởng tượng nha, các bạn xây dựng được một cái thư viện này, các bạn có tới 50.000 người hoặc 20.000 người, mỗi lần các bạn có sản phẩm mới các bạn truyền thông tới thầy, mỗi lần các bạn có hàng mới về các bạn truyền thông tới thầy, mỗi lần các bạn để hàng tồn kho đi các bạn truyền thông tới thầy, rất hiệu quả không? Có thể các bạn chưa từng thấy cái này ở đâu đó thì bây giờ các bạn sẽ làm được thấy, và thầy hy vọng trong suốt cái khóa học của mình các bạn sẽ đi làm được những điều này, xây dựng được cái thương hiệu trên Facebook là một và trên Google là hai, trên Zalo cũng có nữa, một cái này, nhưng mà thầy không muốn nói chi tiết nữa, cái này chúng ta sẽ làm sau. Phân loại như thế nào thì cái phân loại này các bạn sẽ phân loại rất là dễ. Thì bước thứ ba, à bước thứ hai chúng ta sẽ cùng nhau phân loại nha, rất là dễ các bạn. Rồi bây giờ các bạn đi làm một cái thực hành nhỏ sau đây. Bây giờ các bạn làm một cái thực hành nhỏ sau đây. Để thầy gửi câu hỏi lên trong group nha. Sau đó chờ tí. Rồi, bài thực hành đầu tiên là các bạn tìm bốn bài trên fanpage của các bạn, trên ở đâu đó Facebook hoặc là trên website, mà thứ nhất là bài các bạn nói về việc các bạn khám phá huyền, giúp cho khách hàng mới khám phá huyền, các bạn họ xem xong họ thấy vui vẻ, họ thấy cái kiến thức, họ thấy cái người của bạn ok, cái công ty của bạn rất là ok. Cái bài thứ hai là cái bài các bạn nói về sản phẩm, nói về dịch vụ của bạn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ để các bạn kiến thức được không. Bài thứ ba là bài các bạn dùng để các bạn chạy bán hàng, các bạn chạy để các bạn sinh ra doanh số. Và cái bài là bài thứ tư là các bạn chăm sóc khách hàng cũ của mình, các bạn tìm trên fanpage, tìm trên Facebook, tìm các bạn, sau đó các bạn gửi vô trong group bằng cách là các bạn gửi trong group cá nhân nha. Ví dụ các cá nhân của bạn Hùng chỉ cần ghi là ví dụ kích thích nhu cầu, Hùng đưa một cái link vô, rồi Hùng khám phá thương hiệu đấy, Hùng copy cái link, Hùng bát vô đấy, làm 4 link như vậy, một cái tiêu đề, tên, đối tượng, một cái link, và thầy sẽ feedback cho các bạn để xem thử là cách các bạn hiểu về những gì mà thầy vừa nói có ok không, cách các bạn chọn đúng cái bài viết ở đúng cái giai đoạn có đúng hay không. Khi các bạn chọn đúng là có nghĩa là các bạn đã hình dung sát được cái mô hình mà chúng ta vừa bàn đấy. Rồi mọi người làm đi ạ. Đây thầy để 4 cái link này, thầy ví dụ 4 cái này. Đây. Để thầy gửi rồi mọi người lấy lại cái tiêu đề thôi. Còn link là không phải nha, link này là không phải đâu nha. Mọi người lấy cái tiêu đề thôi, đổi cái link của thầy thành cái link của các bạn. Đây.
Thầy gửi lên cái khóa học nha. Mọi người chỉ cần tìm link đúng và password thôi. Một cái là khám phá thương hiệu, một cái kích thích nhu cầu, một cái chốt deal, một cái chăm sóc khách hàng cũ. Đấy. Mọi người làm xong nhớ gửi lên group cá nhân của bạn để thầy xem và feedback. Rồi mọi người làm đi ạ. Phần này của các bạn hoặc là phần này của người khác được, chỉ cần làm đúng. Chỉ cần đúng là được các bạn.
Ok, thầy thấy có một số bạn đã gửi lên rồi. Rất là tốt. Rất là nhanh.
Ok, thầy sẽ chọn vài bài để kiểm tra nha. Rồi, đầu tiên là bài của bạn Nhân. Đó là khám phá thương hiệu. Ủa các bạn kích thích nhu cầu đâu? Chưa kiếm ra. À, sau một tập trộn. Ok, bài 1 cũng ok, bài 2 cũng ok. Tuy nhiên cái bài 1 á, bài 1 này á, thì cái bài này nó hơi nặng về thương hiệu quá. Tức là nó nặng về thương hiệu cho nên là nó sẽ không có tính bài 1 và sẽ chạy quảng cáo không được. Tức là không được bởi vì là chi phí rất là tốn kém. Nếu chúng ta lấy bài mà chúng ta chạy quảng cáo, vì nó sẽ không có, nó sẽ làm vui vẻ cho nên mình không thì được, nhưng mà người khác, người bên ngoài xem vô là họ họ thấy là không có gì để họ vui hết, hoặc là nó chưa có cái gì mà nó khiến họ bay bồ, hoặc nó khiến họ bình luận, hoặc là khiến họ kích thích. Nó chỉ kích thích cho anh em nào mà đang quan tâm tới truyền thông miền Trung. Đấy, bài thứ hai thì ok, là bài hai đúng là bài cút điêu, nhưng mà có điều là chữ nó hơi nhiều. Thì cái này chúng ta sẽ nói sau hơn. Rồi bài chăm sóc khách hàng. Ok, thực sự cái bài này nó chưa nói lên được là các bạn cái thương hiệu này đã cung cấp giá trị gì cho khách hàng cũ hết. Nó chỉ là một cái lời chúc bình thường thôi. Ok, cũng ổn đấy nha. Rồi, thầy sẽ xem bài tiếp theo các bạn. Tất nhiên là thầy không thể xem hết được, thì chúng ta sẽ xem cho từng bạn sau buổi học, để các bạn yên tâm. Khám phá thương hiệu. Bài này không hẳn là bài khám phá thương hiệu rồi Thảo nha. Nó gần như là bài giới thiệu sản phẩm, giới thiệu mẫu mã sản phẩm. Thì chúng ta sẽ hay bị rối ở chỗ này. Chút điều. Ok, bài này là đúng là bài bán hàng đây. Một đống icon là biết. Đó như là kỳ xong, khi nào các bạn vô học buổi thứ 6 thì các bạn sẽ biết cách làm sao, chúng ta sẽ biết làm sao cho ok hơn. Kích thích nhu cầu.
không? Bài này không phải là bài kích thích nhu cầu. Bài này là bài bán hàng, là đúng hơn là kích thích nhu cầu. Kích thích nhu cầu nó giống như là các bạn phải nói được cái giá trị sản phẩm, cái lợi ích của sản phẩm, chứ không phải là các bạn nói về bán hàng. Sản phẩm là gì? Sản phẩm là cái họ sẽ mua, họ sẽ dùng cho bản thân họ. Còn việc mua ở đâu, mua chỗ nào, đó mới là cái vấn đề bán hàng của bạn. Còn cái việc là các bạn kích thích nhu cầu là kích thích là vì sao tôi phải mua sản phẩm đó, vì sao tôi phải mua iPhone tôi dùng, vì sao tôi phải mua cái áo đó. Thì các bạn phải nói là chất liệu của áo, thiết kế của cái áo, các bạn phải nói được là màu áo, cách các bạn dùng mực để các bạn in áo, rồi cách các bạn nguồn gốc vải của áo. Đó chính là các bạn nói về sản phẩm chứ không phải là các bạn nói về bán hàng. Còn các bạn muốn nói bán hàng, các bạn nói à vì sao mua ở shop Just Store là tốt nhất, ví dụ như là chương trình khuyến mại, ví dụ là ship tận nơi, ví dụ nhà đổi trả trong 7 ngày. Đấy, thường các bạn sẽ thấy là những công ty lớn như là Thế Di Động, Điện Máy Xanh, người ta gần như người ta chạy bán hàng. Bởi vì cái sản phẩm gần như ai cũng có nhu cầu, ai cũng biết. Và ví dụ như Apple, Samsung, nó muốn bán được hàng thì nó sẽ làm những video để cái nhu cầu trước đó rồi. Còn Thế Di Động nó chỉ cần nó chạy những chương trình bán hàng như là gửi nhà 7 ngày, hậu mãi, ship miễn phí, quà tặng. Đấy, thì các bạn sẽ cố gắng không hiểu rõ là tất nhiên là sau đó chúng ta sẽ nói về cái này những bước tiếp theo để làm cho các bạn biết cách viết một bài kích thích nhu cầu và viết một bài bán hàng. Tại vì nó sẽ có một cái vấn đề này các bạn, chút nữa thầy sẽ nói cho các bạn biết là nó sẽ gặp một cái vấn đề này. Khi các bạn quá vội vàng, các bạn chạy bán hàng ngay là các bạn sẽ bị sai và rất là khó cho các bạn sau này kinh doanh. Ok. Rồi. Chúng ta thầy mới trao đổi sâu hai bạn thì các bạn còn lại thầy sẽ xem vào ngày mai hoặc là ngày mốt để feedback hết cho các bạn. Tiếp tục chúng ta sẽ thầy sẽ nói một chút tiếp cái nội dung của tối nay là chúng ta nói về cái kỹ thuật quảng cáo về marketing. Nó chỉ là các bạn hiểu chi tiết hơn về từng tiết trình này thôi. Vì sao các bạn phải giải thích nhu cầu? Vì sao các bạn phải chạy khám phá thương hiệu? Vì sao các bạn phải chạy chốt deal? Hay là vì sao các bạn phải chạy chăm sóc khách hàng để khách hàng trở thành khách hàng thương rồi. Mình nhìn bạn. Thực ra cái một cái quá trình bán hàng nó gần giống như là một cái quá trình một bạn nam tám tuổi một bạn gái, nó đều trải qua 4 hoặc là 5 bước các bạn. Bước đầu tiên là hai người làm nào gặp nhau, khách hàng làm nào thấy thương hiệu các bạn. Giai đoạn thứ hai là hai người sẽ đi chung nhóm, làm việc chung công ty, rồi đi chơi chung với nhau, hai người nói chuyện chung với nhau. Đấy. Sau đó hai người tìm hiểu qua lại, nói chuyện thái hợp nhau, có lần mới cà phê đi riêng, là bước thứ ba. Tức là cái bước đi chung này, các bạn thường là các bạn sẽ tìm hiểu về mặt lý trí. À, các bạn thấy anh này tham gia cùng công ty đã đạt cái số cao, anh này dẫn một cái cà phê hoặc cái hàng lãng mạn. Tự nhiên, lúc đó cô gái bị chàng trai tát vào cảm xúc. Và tới cái bước thứ tư là bước quan trọng. Thường, một số chàng trai tỏ tình thất bại là vì chàng trai không biết một điều. Chỉ chàng trai nào tỏ tình thành công bởi vì là họ biết cô gái mà họ chuẩn bị tỏ tình có tình cảm tỷ suất thành công cực kỳ cao. Còn những chàng trai tỏ tình thất bại bởi vì họ không biết cô gái mà họ tỏ tình có ý hay là có cảm xúc với họ không biết.
họ không đánh giá được mà họ đã vội vàng tỏ tình. Nó khiến cho cái việc tỏ tình của họ bị từ chối ngay lập tức, hoặc là tỷ suất thành công rất là thường. Những chàng trai thông minh là sẽ quan sát cô gái để biết là cô ta có cảm xúc của mình, có cảm xúc của mình, có tình cảm của mình. Ví dụ như chàng trai quan sát hoặc là rủ đi xem phim cô gái đồng ý, hoặc là rủ đi chơi hai người mà cô gái đồng ý, chàng trai sẽ có cái mường tượng là cô ta đã đồng ý với mình vì đó chắc chắn là có tình cảm, bắt đầu cô ta ở đây có tình cảm đúng ngay. Thì khi mà các bạn bán hàng như vậy, các bạn khi các bạn bán hàng, các bạn phần lớn các bạn chưa trải qua bước lần đầu đi chung đi chơi riêng mà các bạn nhẹ mô tỏ tình, phần lớn các bạn như vậy, các bạn phần lớn chưa kinh doanh nhẹ mô tỏ tình cái này chắc chắn là bị khách hàng từ chối. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ đâu có nhu cầu, đâu có cảm xúc với các bạn, đâu thấy được cái giá trị các bạn, họ họ đồng ý mua các bạn. Đúng chưa ạ? Các bạn đúng chưa? Họ không có nhu cầu với cái thương hiệu của bạn, với cái nhu cầu sản phẩm của bạn, họ cũng không có tin tưởng các bạn, họ không có tin tưởng thương hiệu của bạn, không tin tưởng cách các bạn kinh doanh, thì làm sao họ có dám mua hàng? Trừ phi là bạn bán gì đó quá đại xấu thì họ cái sản phẩm của bạn nó giống như là ví như các bạn đi bán đường hoặc là bán giờ ăn thì khó thay đổi, thì sản phẩm dường như nó xem rồi thì họ sẽ ok, họ sẽ mua, họ không còn động tâm. Nhưng đối với cái sản phẩm mà nó càng uy tín, nó càng người ta hiểu về cái cách làm việc của bạn, các bạn rất là khó để các bạn lần đầu tiên mà ăn ngay các bạn. Vì sao các bạn? Tại vì các bạn nhìn nha, quy trình đây, khi các bạn học kinh tế hay là các bạn từng nghe ai nói về quy trình ra quyết định mua hàng, phần lớn tất cả khách hàng họ đều có 5 cái giai đoạn để họ ra quyết định mua hàng các bạn. Đây không phải là quy trình nha, đây này, đầu tiên là nhận diện nhu cầu, thứ hai là tìm kiếm thông tin, thứ ba là đo lường và đánh giá, thứ tư là mới mua hàng. Tức là họ chỉ đưa ra quyết định mua hàng khi họ trải qua 3 bước này. Đây chính là cái điều cơ bản nhất khi chúng ta học kinh tế hay là khi chúng ta đọc một cái bài về kiến thức. Đây, tất cả người ta đều viết rất là nhiều. Nhận thức nhu cầu, tìm kiếm thông tin, đánh giá phương án, quyết định mua và sau đó hành vi sau khi mua. Vậy thì thường là chúng ta sẽ bị hay cái tính ăn sổi, hoặc là chúng ta chưa hiểu rõ cái quy trình khách hàng mà chúng ta thường là nhảy vô tỏ tình khách hàng ngay. Chắc chắn là các bạn sẽ không hiệu quả. Bởi vì, thầy lấy ví dụ, giả sử ở Việt Nam thì dường của bạn có 1 triệu người đi, có 1 triệu người nha. 1 triệu người đó họ sẽ đang ở 5 giai đoạn khác nhau. Tức là 1 triệu người đang ở 5 giai đoạn khác nhau. Không phải ai cũng đang ở trong giai đoạn mua hàng đâu. Không phải ai cũng đang ở trong giai đoạn là đã mua hàng rồi. Thì 1 triệu người nó sẽ có 5 ở giai đoạn khác nhau. Sau đó các bạn làm một cái việc là các bạn chỉ tập trung truyền thông để bán hàng, thì các bạn sẽ tiếp cận chỉ được 1/5 được khách. Là cái thứ nhất. Là cái thứ hai là khi người ta đã không có nhu cầu mua các bạn rồi mà các bạn cố gắng tỏ tình, điều đầu tiên là họ không mua là một, điều thứ hai là họ đánh giá các bạn kém, đánh giá các bạn không uy tín. Nó giống như là những người bán bảo hiểm á, những người rất là thông minh, họ trước khi nói về cái việc bán bảo hiểm họ sẽ làm quen với khách hàng trước, họ sẽ nói chuyện rất là vui, họ kể những câu chuyện về bảo hiểm mà khách hàng không biết. Sau lần thứ hai, lần thứ ba họ bắt đầu lồng ghép câu chuyện của họ, và cuối cùng đó là thứ ba là họ bắt đầu là nói là việc là khách hàng nên mua một cái bảo hiểm để an toàn cho gia đình, để bảo vệ tài chính, để tương lai của con em họ, người thân họ được an toàn và yên an yên. Thì nếu trường hợp người bảo hiểm đó nhẹ con nói là em bảo hiểm
chị mua giúp em đi. Làm sao người bán hàng ở đó sẽ không gặp lại được khách hàng đó, dù là hiểm họa tắt tắt mấy ngày, hoặc là người bán hiểm chỉ cần xuất hiện là họ sẽ từ chối. Có như một cô gái mà biết được chàng trai là nó có ý định bán tình mình, biết được chàng trai có ý định mà họ không thích, hoặc là họ không có ấn tượng, hoặc là họ không ưa thông quen, họ sẽ tạo ra một cái khoảng cách cực kỳ lớn khiến cho chàng trai đó không thể tiếp cận được họ. Không thì các bạn phải các bạn thử những chàng trai họ đã không thích rồi á, cố gắng tìm cách tiếp cận họ là sẽ bị họ từ chối, bị họ gọi là phản ứng rất là mạnh, khiến cho chàng trai kia gọi là bỏ cuộc luôn. Cho nên khi bạn làm marketing của bạn chỉ chạy bán hàng cho những ai đang có nhu cầu, một là đang có nhu cầu với sản phẩm của bạn, hai là đang có nhu cầu mua sản phẩm nhưng mà chưa biết là mua ở đâu, thì chúng ta chỉ chạy bán hàng cho những hai loại đối tượng: một là đang có nhu cầu sản phẩm của bạn, hai là đang có nhu cầu sản phẩm mà chưa biết chọn ai đi mua. Những người đó chúng ta mới chạy bán hàng, mới tỏ tình. Đấy, đấy thì các bạn sẽ thấy là đấy, quả trời đi. Đây là một cái quy trình từ nhận thức, tìm kiếm thông tin, đánh giá, quyết định mua và đánh giá sau khi mua. Ví dụ như họ hài lòng, họ sẽ feedback tốt, họ không hài lòng, họ bình luận, họ review xấu, họ complain. Chờ tí. Rồi, ok, tiếp tục phải nói một cái lý thuyết nữa là hiện nay thường chúng ta sẽ có hai loại khách hàng. Khi các bạn kinh doanh, các bạn sẽ gặp hai loại khách hàng: một là những người đang có nhu cầu, tức là những người ta đang tìm kiếm trên Google, họ đang tìm kiếm trên mạng, buổi sáng đó họ ngủ dậy và thấy họ ngủ trên mạng, tự nhiên họ nghĩ tới việc là phải mua kem để chịu, hoặc là tự nhiên bất thình lình các bạn thấy bạn bè mình tự nhiên có chiếc iPhone X Max quá đẹp, tự nhiên thấy là mình ưu phiền cặp cái iPhone quá đẹp quá, tự nhiên khiến mình thúc đẩy mình mua tiếp iPhone X Max, sau đó còn đi mua. Tức là cái loại khách hàng này đó là những người khách hàng chủ động, họ không bị ai đó tác động hết, họ tự ngồi suy trong cái bản thân họ ra để họ bắt đầu đi tìm kiếm để mua sản phẩm. Loại thứ hai là loại bị động, loại chưa có nhu cầu. Đây là những người đang lướt Facebook, họ đang rất là nhiều Facebook và họ cần các bạn kích thích. Những người chủ động thì họ sẽ lên Google tìm kiếm, còn những người mà bị động, họ cần các bạn kích thích, họ cần các bạn chạy quảng cáo để giới thiệu sản phẩm, họ cần các bạn nói cho họ biết là sản phẩm của các bạn ngon bổ rẻ như nào. Tại họ lướt Facebook, họ lướt Zalo, họ lướt gì đó rất là nhiều. Và làm sao các bạn làm một cái bài marketing, một cái bài quảng cáo cho các bạn, nói cho họ biết là sản phẩm của bạn ngon như thế nào, rẻ như thế nào và bổ như thế nào. Các bạn video cũng được, bài báo cũng được, để các bạn tác động lý trí. Sau khi các bạn tác động lý trí xong, có thể là các bạn tác động vào cảm xúc nữa. Bạn đăng một vài bài để các bạn khiến họ thân quen, khiến họ tin tưởng, khiến họ an tâm. Tức là chúng ta đang kích thích cảm xúc. Sau đó, khi mà họ đã thỏa mãn lý trí, hoặc thỏa mãn cảm xúc, hoặc là thỏa mãn cả hai, thì chúng ta mới chạy đi bán hàng. Và chúng ta chạy câu chuyện. Đây là cái quy trình các bạn của cá nhân vụ. Từ cái bước là tác động vào cái nhận thức của họ, nhận diện ra họ là cái người của bạn, sau đó các bạn chạy kích thích các lý trí hoặc cảm xúc, sau đó các bạn sẽ chạy tốt điêu, chạy bán hàng nhé. Đấy, sau khi mà chạy bán hàng xong, họ đã trở thành khách hàng để các bạn chăm sóc, để họ đánh giá tốt các bạn. Khi mà họ đã đánh giá tốt rồi, họ sẽ giới thiệu bạn bè người thân rất là nhiều nữa mua các bạn. Đấy. Còn đây là Google, đây là cái quy trình Google.
thường là họ sẽ lên Google tìm kiếm, lên YouTube tìm kiếm. Sau khi tìm kiếm xong, họ sẽ lên những trang để người ta so sánh giá, so sánh tính năng. Ví dụ người ta lên web so sánh, người ta so sánh, người ta lên giá tốt, người ta xem thử sản phẩm đó hàng cũ thì giá bao nhiêu, hàng mới giá bao nhiêu. Người ta lên những website đó, người ta xem giá cả để người ta so sánh chất lượng và giá như thế nào. Sau khi mà họ so sánh xong, họ thấy sản phẩm của bạn là sản phẩm tốt nhất với nhu cầu của họ thì họ mới quyết định là điện thoại gọi điện cho các bạn để mua hoặc là chat cho các bạn để mua. Nhưng như trước khi các bạn tới branding, có thể các bạn đã tìm rất là nhiều thông tin trên Google rồi, các bạn đã đọc rất là nhiều bài viết rồi, và sau đó các bạn thấy là branding là tốt nhất, sau đó các bạn bắt đầu đăng nhập. Thì sẽ có nhiều bạn tìm từ Google ra branding, cũng có nhiều bạn thấy từ Facebook ra branding, cũng có nhiều bạn được bạn bè người thân giới thiệu ở branding. Vậy thì nếu các bạn chỉ làm một mình Facebook thôi thì các bạn chỉ có thể tác động vào những khách hàng mà đã bị động. Còn nếu các bạn vừa kết hợp Facebook và vừa kết hợp Google thì các bạn vừa tác động mà tìm tới những người đang chủ động tìm kiếm sản phẩm của bạn, mà các bạn vừa tác động những khách mà đang bị động, họ chưa biết về sản phẩm, họ cần các bạn truyền thông. Các bạn không truyền thông là họ không biết, các bạn truyền thông họ mới biết, họ mới thấy. Còn cái này là hàng ngày, hàng tháng người ta lên Google, người ta search về sản phẩm của bạn rất thường xuyên, rất hoài luôn. Mà trước giờ các bạn không làm quảng cáo là hoặc là không chạy ad buộc là các bạn sẽ để cho đối thủ lấy hết các hàng của bạn. Đấy. Thì đây các bạn, đây là tiến trình phát triển quan hệ khách hàng trên Facebook: khám phá, lý trí, cảm xúc, quyết định, trung thành. Còn đây là quy trình phát triển của Google: khách hàng đầu tiên là nhận biết, sau đó họ tìm kiếm, sau đó họ so sánh giá và tính ra sản phẩm, sau đó họ cũng quyết định mua và bắt đầu là đánh giá sản phẩm. Google nó khác, Facebook nó khác. Google khác không? Khác các bạn. Google đây là Google tìm kiếm các bạn nha. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói nhanh qua cái phễu marketing. Sau đó các bạn sẽ làm một thực hành tiếp theo là nhận diện từng giai đoạn của phễu. Rồi chúng ta sẽ qua cái kỹ thuật khớp vá. Đây các bạn, đây là cái mô hình phễu marketing, nó như là một cái phễu để cho các bạn làm. Cái mô hình này nó y như là cái mô hình tiến trình của cái việc các bạn nuôi chạy gà vậy. Nó cũng có 4 năm bước, nó cũng đi từ là các bạn khám phá đầu tiên, để các bạn bước đầu tiên của quảng cáo là các bạn nên chạy khám phá về cái thương hiệu của bạn. Sau đó các bạn mới lập ra, sau khi các bạn chạy khám phá xong, các bạn xuất ra được đối tượng những người xem video khám phá này, những người đã tương tác ở chiến dịch khám phá này. Ví dụ như các bạn ở đây, các bạn chạy cho đây chờ tí, thầy xin phép lấy cảnh nó rõ hơn. Đây. Đây. Thì nay theo thống kê của Facebook là sẽ có khoảng 65 triệu người Việt Nam đang dùng Facebook. Và đầu tiên, việc bắt đầu của một chiến dịch marketing trên Facebook là các bạn sẽ chạy quảng cáo khám phá tới cho những cái đối tượng mà các bạn nghĩ rằng họ sẽ là khách hàng của bạn.
sau khi các bạn chạy xong một cái quảng cáo này, các bạn sẽ có được nhóm người biết về sản phẩm các bạn, vì họ đã xem quảng cáo các bạn rồi, xem video hoặc là xem cái bài viết đó, họ biết sản phẩm. Ví dụ ở đây là các bạn chạy ra 100.000 người thì sẽ có khoảng 20.000 người biết sản phẩm. Sau đó bạn quảng cáo tiếp, bạn đưa 20.000 người vô đây để bạn chạy quảng cáo kích thích nhu cầu, bạn chạy quảng cáo kích thích nhu cầu cho 20.000 người đã biết về sản phẩm. Đấy. Sau khi 20.000 người này thấy quảng cáo về kích thích nhu cầu của bạn xong, sẽ có khoảng 5.000 người quan tâm tới sản phẩm. 5.000 người quan tâm. Sau đó bắt đầu bạn lấy 5.000 người này, cái đối tượng này, bạn xuất ra đối tượng 5.000 người quan tâm sản phẩm. Bỏ vô cái quảng cáo thứ ba là chạy quảng cáo chuyển đổi quảng cáo bán hàng. Thì 5.000 người này, họ thấy quảng cáo bán hàng của bạn thì sẽ có khoảng từ 500 tới 1.000 người mua sản phẩm của bạn. 500 tới 1.000 người mua sản phẩm. Sao các bạn làm được ạ? À? Đây nè, khi các bạn chạy một chiến dịch, giả sử thầy tạo một chiến dịch để thầy chạy quảng cáo đúng không? Đây, đây là bây giờ thầy chạy một quảng cáo nè. Thì ngay cái chỗ đối tượng này các bạn nè, cái phần chọn đối tượng là cái phần mà các bạn sẽ nhắm vào ai để các bạn quảng cáo. Ví dụ bây giờ thầy chạy quảng cáo tốt điêu, thầy sẽ nhắm những người đã tương tác, đã truy cập trang Brandy đây, rồi đã truy cập trang khóa học, rồi đã xem video nhu cầu đấy, đã xem video 75% nhu cầu. Đây, thầy sẽ nhắm ba đối tượng này để thầy chạy quảng cáo tiếp điều, quảng cáo bán hàng. Một là những người đã truy cập trang của họ, tức là trong những cái người đã xem cái web của thầy đó, xem ở website của họ đó. Thứ hai là những người đã truy cập trang fanpage. Truy cập trang fanpage là những người mà đang lướt Facebook, họ đang lướt Facebook, họ thấy fanpage của Brandy, họ kích vô fanpage Brandy, họ kích vô fanpage Brandy, cái họ lướt fanpage của Brandy, họ xem fanpage của Brandy, họ xem một số bài, họ xem một số video trên fanpage Brandy, thì những cái hành vi đó Facebook gọi là những người đã truy cập trang fanpage của các bạn. Rồi thầy chọn những người đã xem 75%, tức là ví dụ các bạn chạy quảng cáo video 1 phút thì ai xem hết 45 giây là những người đã hiểu được cái câu chuyện của bạn, hiểu được sản phẩm rồi. Còn họ xem mới 10 giây, họ thấy không thích, họ sẽ tắt. Còn nếu mà nếu họ xem 5 giây họ thấy cái này không liên quan tới mình không cần, họ sẽ tắt. Cho nên là những người mà nhẫn lại xem hết video của bạn 75%, đó là những người có quan tâm tới sản phẩm dịch vụ của bạn. Mọi người hình như đúng không ạ? Còn họ không quan tâm, họ đã tắt rồi, mà họ đã quan tâm, họ đã xem gần hết video của các bạn, đó chính là những người mà hiểu về sản phẩm là một, quan tâm tới dịch vụ các bạn, sản phẩm bạn hai, thì những người này là những người mà có nhu cầu mua hàng cao. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là đây chính là một cái phễu để các bạn lập khách hàng, cũng như là các bạn chăm sóc cái đàn gà của mình, hoặc là chăm sóc cái cộng đồng khách hàng của bạn. Từ việc là các bạn luôn chạy quảng cáo, các bạn đổ khách hàng vô đây, đổ những người truy cập vô đây. Và sau 3 cái bài quảng cáo, họ đi từng bước. Bước 1, bước 2, bước 3 mua hàng các bạn. Sau đó qua bước 4, các bạn chăm sóc, họ quay lại mua tiếp lần thứ 2. Và họ giới thiệu bạn bè người thân tới mua các bạn. Và khi các bạn chạy theo phép marketing như vậy, nó sẽ hiệu quả về đồng tiền là 1. Thứ hai là các bạn chắc chắn các bạn chốt được deal, và các bạn dự đoán được doanh thu từ marketing online. Ví dụ tháng này các bạn đặt doanh thu là 40 khách hàng, tháng tiếp theo các bạn đặt doanh thu 50 khách hàng, các bạn hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu đó bằng cách là các bạn tăng mạnh chạy cái nhu cầu, rồi sau đó từ số lượng người có nhu cầu đông hơn các bạn chạy tốt điều thì sẽ có nhiều khách hàng. Còn hiểu không ạ? Ví dụ bình thường mỗi tháng các bạn chỉ có 50 khách hàng, bây giờ các bạn
chạy quảng cáo, một cái quảng cáo kích thích không sai. Sau đó các bạn lập đối tượng, các bạn chạy cái quảng cáo nhu cầu, các bạn sẽ được vài chục hoặc là vài ngàn người đang quan tâm tới sản phẩm, thì các bạn chạy riêng cái lại họ. Ở bước thứ ba này thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người mua sản phẩm. Và khi các bạn càng làm càng làm càng làm theo từng tháng như vậy, thì cái lượng người mua này này càng lúc nó sẽ càng phình to phình to phình to phình to. Không hiểu mà. Vì các bạn làm marketing là các bạn làm liên tục. Các bạn làm từ tuần này qua tuần này qua tháng này qua tháng nọ. Và một cái quá trình liên tục như vậy, nó sẽ đổ giống như nước đấy các bạn. Nó đổ từ trên xuống dưới. Nó là 60 triệu người này đi qua từng một phễu của bạn. Phễu đầu tiên là phễu để họ nhận biết sản phẩm. Phễu thứ hai là họ sẽ bắt đầu có nhu cầu mua sản phẩm. Phễu thứ ba là họ sẽ mất tiền mua hàng của các bạn. Và phễu thứ tư là họ hết tiền, họ hài lòng và tin tưởng và họ quay lại mua tiếp tập 2. Và họ nói chuyện với bạn bè mình thân, à chỗ này bán hay đấy, bán sản phẩm tốt, ăn ngon, mày cứ ăn đi. Và mày nhận tiếp tất cả được. Và khi bạn càng làm thì các bạn sẽ cái đống khách hàng mà sẵn sàng mua sản phẩm các bạn nó phình to. Nếu các bạn không áp dụng phễu marketing, không quản lý đối tượng, các bạn sẽ doanh thu online các bạn càng lúc nó có đều, nó rất là khó tập. Còn nếu các bạn áp dụng phễu thì cái đống này nó càng lúc càng phình to. Những khóa đầu tiên của Brandy thầy chỉ trị được 5 phí với học phí 1 triệu một phần cách đây 3 năm. Nhưng qua một quá trình thầy làm truyền thông, thầy tập trung vào cải thiện cái chương trình đào tạo. Càng lúc có nhiều học viên học hết bi, họ giữ tiền. Càng lúc có nhiều học viên đánh giá Brandy chất lượng hơn những cái đầu khác. Và thầy tin chắc là càng lúc học viên của thầy càng mạnh. Bởi vì thầy đang dùng cái mô hình phễu này để truyền thông và làm marketing cho truyền thông. Và thầy muốn các bạn cũng sẽ xây dựng được cái này và sẽ quản lý được toàn bộ khách hàng của bạn trong cái hệ thống thư viện đối tượng này. Để khi các bạn chạy á, các bạn chọn đối tượng, chỉ cần chọn 2-3 đối tượng là các bạn chạy đúng luôn. Còn hiểu không ạ? Bạn hiểu không ạ? Đấy, thì đó mới là điều quan trọng. Để các bạn nhớ một điều nha. Làm marketing là các bạn sẽ làm hàng tuần, hàng tháng, làm mãi mãi liên tục. Và chính vì các bạn làm mãi mãi liên tục này thì cái đối tượng này nó phình to này. Đối tượng này tất nhiên là phình to hơn nhé. Cái này phình to nữa, cái này càng phình to thì cái này càng phình to. Và cái này càng phình to thì cái này càng phình to. Và cái cuối cùng của kinh doanh vẫn là các bạn xây dựng được tệp khách hàng trung thành. Nó không phải là xây dựng được cái này, mà phải là thanh xây dựng được tệp khách hàng trung thành. Đó là những người mà người ta sẽ, các bạn không cần tốn tiền quảng cáo mà các bạn bán được mạng. Họ giới thiệu người thân, họ tới, họ mua lại các bạn. Các bạn không cần tốn đồng quảng cáo nhưng mà họ hết pin bởi vì họ tin tưởng họ. Thì kinh doanh chúng ta phải đặt trọng tâm vào cái điểm là cái biến khách hàng thành người bạn thân, thành người chi ăn chi kỷ của mình để cùng nhau cùng họ phát triển. Và các bạn phải áp dụng cái này. Trong kinh doanh người ta sẽ có một cái phễu kinh doanh các bạn. Thật sự ai mà làm về bán ô tô, bán bảo hiểm, họ sẽ có một cái phễu kinh doanh rất là chi tiết. Họ sẽ biết cần gọi ai để tư vấn, cần gọi ai để mời đi sự kiện lái ô tô thử. Ai ở đây có kinh doanh ô tô mà, có ai trong này có kinh doanh ô tô mà, chỉ gọi những người mà tới lái ô tô thử, bởi vì những người đó đã tới showroom rồi, những người tới showroom nghe họ tư vấn và họ đánh giá được bằng tiền là chính, họ cũng mời người ta đi tham gia sự kiện lái ô tô. Chứ không phải là ai họ cũng mời. Thì đó là lý do họ dùng phễu kinh doanh để họ phân loại khách hàng và họ có khi họ sẽ chốt đúng người. Đấy. Thì trong mô hình của bạn, đầu tiên là khám phá, sau đó là các bạn trai kích thích nhu cầu người nữ. Và sau khi thấy cô cái nữ đó cảm thấy đã thỏa mãn về lý trí và cảm xúc với mình rồi, các bạn bắt đầu chốt deal họ.
sau đó mới bắt đầu là cái môn cầu hôn họ để sống với mặt rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái, các bạn sẽ xem một cái video và các bạn sẽ nhận ra cái giai đoạn nào là giai đoạn khám phá, giai đoạn nào là giai đoạn hai người đang kích nhu cầu, giai đoạn nào là giai đoạn hai người đang chuyển đổi mối quan hệ từ bình thường trở thành thành đặc biệt, và sau đó là giai đoạn nào giai đoạn hai người quyết định trở thành trung thành với nhau. Mọi người xem video và làm cái thực hành này cho thầy. Đây, mọi người cùng xem video này. À, không phải, không phải. Đây các bạn. Xin chào tất cả mọi người. Không phải, không phải, không phải cái này. Chờ đi nha. Để thầy bấm đúng bài. Rồi, ok các bạn. Đây, ok. Sau khi các bạn xem trong clip này, các bạn hãy xác định đâu là giai đoạn khám phá. Ví dụ như cô vợ và anh chồng, đây là câu chuyện của ba người, à, anh chồng, cô vợ và cô tình nhân. Thì các bạn xem xong các bạn sẽ xác định là đâu là giai đoạn khám phá của cảnh chồng và vợ. À, đâu là giai đoạn mà hai người kích thích nhu cầu và đâu là giai đoạn mà hai người chuyển đổi. Đấy, đầu tiên là vợ chồng, sau đó là cô gái và anh chồng. Rồi mời mọi người xem ạ. À. Nếu như chưa có ngày hôm nay, tôi sẽ không bắt đầu ngày hôm đó, ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau. Thưa chú, hôm nay cháu quê. Ôi, cháu gửi cho bạn cháu luôn ạ. Đây là cách mà chúng tôi quen nhau, rồi sau đó trở thành người yêu của nhau. Nè, Ngọc, anh muốn nói với em là anh yêu em, là người yêu anh nhé. Muốn thay đổi thế giới, trước tiên phải mắc hôn đã. Lấy.
Thời gian đã vun đắp cho tình cảm của chúng tôi, để chúng tôi nên vợ nên chồng. Nhưng thời gian trôi đi cũng kéo theo bao điều thay đổi. Tình cảm của chúng tôi không còn mặn nồng như trước nữa. Alo, được rồi, em cứ ăn trước đi, anh xong việc về nhé. Chăm chỉ thế em. Dạ, em mới vào làm, công việc còn chưa quen nên là mãi cái hàng mà không ra anh ạ. Được, để anh xem cho. Dữ liệu gốc luôn nhỉ? Được rồi đấy, em về nhé. Em cảm ơn anh. Ngày mai anh phải có một đồng rồi. Em ăn tạm gì nhé. À, Ngọc ơi. Hả? Hay vào bước con tay vào ngoại tình đi. Có vẻ hot đấy. Có sợ cũ quá không? Chuyện thường ngày của các ông ấy mà, lo gì cũ. Lo hả? Giờ sao kẹt quá. Để xem có thật là anh đang làm không. Thank you.
Một cái bài thực hành để các bạn nhận diện đâu là cái giai đoạn khám phá của nói về quan hệ thôi nha. Đấy, đâu là giai đoạn khám phá nhu cầu chuyển đổi và trung thành của cô vợ và anh chồng, và cô gái và anh chồng. Đấy, mọi người copy lại và mọi người ghi cái cảnh lời. Ví dụ cảnh khám phá là hai người như thế nào đó, cảnh nhu cầu là hai người như thế nào đó. Đấy, mọi người copy hết lại. Cái đó đang vô group cá nhân của mọi người ghi lại. Nhớ lại. Mở cái điện chỗ này em chụp ảnh xong rồi lát em tắt thì... Mọi người có thể ghi điện thoại hoặc là ghi trên máy tính cũng được. Nếu mọi người đã xác định đúng cái giai đoạn của mối quan hệ thì thường là các bạn sẽ xác định đúng cái giai đoạn của khách hàng của các bạn. Họ sẽ là giai đoạn khám phá, họ sẽ là giai đoạn nhu cầu, hay là họ đang ở giai đoạn chuyển đổi.
khám phá là lần đầu tiên hai người gặp các bạn và khách hàng lần đầu tiên khám phá là nhau nha. Thì khám phá là các bạn sẽ chạy cho khách hàng mới, chạy cho khách hàng mà chưa từng biết về thương hiệu và sản phẩm các bạn. Ok, Thắng làm đúng trường hợp cô vợ và anh chồng. Ok, cảnh cô gái và anh chồng thì càng đúng. Trung thành thì video chưa xác định được, nhưng mà cũng càng đúng. Tức là video chưa có cảnh trung thành, có cảnh chuyển đổi nhưng mà chưa cảnh trung thành. Nhu cầu thì thầy sẽ nói kỹ một tí.
Ok. Thầy feedback. Cái bài này thì thầy sẽ feedback chung. Còn cái bài 1, thực hành 1 thì thầy sẽ feedback riêng. Bài tập 1 thầy sẽ tìm link phù hợp cho sản phẩm của bạn để thầy sẽ feedback riêng. Còn phần này thầy sẽ feedback chung cho mọi người. Ok mọi người nhìn bản à. Thì phần lớn mọi người đúng ở cái khám phá là hai người lần đầu tiên gặp nhau. Rất lãng từ chàng trai này nhìn cô gái xinh xắn hiền múc. Cô gái thì thấy anh chàng này rất là ga lăng. Đấy. Nhìn cũng có nét gì đó xoái xoái ca. Đấy, đó là cái cảnh hai người khám phá. Còn cảnh nhu cầu, kích thích nhu cầu thì đây là cảnh gọi là cảnh chuyển đổi đây các bạn, chứ không phải là cảnh kích thích nhu cầu. Em yêu em, là người yêu anh nhé. Hành động như vậy là hành động cô ấy đã đồng ý. Và có nghĩa là mối quan hệ của hai người từ bạn bè đã trở thành người yêu lẫn nhau, có trách nhiệm chăm lo cho nhau. Đây là một cái sự thay đổi về quan hệ bằng cái hành động tỏ tình. Thì khi khách hàng mua hàng lần đầu tiên cho các bạn của bạn, các bạn sẽ có trách nhiệm với khách hàng, có trách nhiệm với những gì mà khách hàng sử dụng sản phẩm của các bạn. Và khi đó mối quan hệ của các bạn và khách hàng sẽ thay đổi. Đấy. Cảnh này là cảnh hai người chăm sóc lẫn nhau sau khi đã chuyển đổi. Nghĩa là các bạn đây là các bạn này, đây là khách hàng. Các bạn đang chăm sóc khách hàng. Những cái đồ thế giới trước kia thì nó không đáng. Đấy. Bằng những khuyến mãi, bằng những tiết khâu, bằng những hỗ trợ xong. Tuy là một bí mì nhưng mà thực sự là nó vẫn có ý nghĩa gì đó. Đấy. Còn đây chính là cảnh gọi là xác định hai người đã trung thành với nhau. Anh này đã trở thành người bạn đời của các bạn. Giống như là khách hàng khi mà họ đã hài lòng rồi là họ sẽ trở thành người mà sẽ hỗ trợ cho các bạn và là nói tốt về các bạn và trở thành người bán hàng cho các bạn lúc nào cũng được. Đấy. Đây là chính là cảnh trung thành. Thời gian đã phun. Còn đối với đôi tình nhân này thì đầu tiên cảnh khám phá là trong game nó không nói hai người chắc chắn là đã thấy nhau rồi. Còn đây là cái cảnh mà cô gái này đang kích thích nhu cầu chàng trai. Các bạn xin ý đó, là chàng trai này vì kích thích nhu cầu nhưng mà anh ta không biết. Đây là một hiện thân của hiện thân của nhiệt độc trong đường tâm tạng. Thầy nhớ rồi, thầy nhớ rồi. Đây, tức là bạn để ý nè. Cách cô ta ưỡn ngực lên. Các bạn để ý á. Đó là một cử chỉ. Chăm chỉ với em. Dạ, em hiểu vào làm công việc còn chưa quá. Là bộ ý cô gái nhìn nó là thực tế đó. Nhưng mà cái cách cô ta ưỡn ngực, ưỡn người lên đó. Để xem cho. Đây. Để cho cái sâu này nó sâu hơn. Đấy. Nó khiến cho ai mình nhìn vô đó là ta bị đem về thì cũng không được. Lúc nào cũng nghĩ tới núi với lại rừng hết á. Đấy. Và các bạn sẽ lưu ý thêm một cái nữa nè. Đây là hành động hết sức nhạy cảm. Với thầy đây là hành động hết sức nhạy cảm. Nhưng mà chàng trai ta không hề biết. Đây. Đây. Tức là cái đụng chạm về mặt da nó khiến cho người đó nó rơi vào một cái trạng thái là tê liệt. Mình cũng có một cái dòng điện gì đó chạy ngang qua. Tức là cô ta thể hiện một cách cố ý nhưng mà chàng trai sẽ suy nghĩ là vô tình. Chàng ta sẽ suy nghĩ bản thân mình và chàng ta rơi vào một cái trạng thái của cô gái kích thích mà không hiểu. Vậy thì khi các bạn đứng kích thích nhu cầu khách hàng, các bạn đừng để cho khách hàng biết là các bạn đang kích thích họ. Các bạn hãy quảng cáo hết sức tự nhiên, các bạn hãy đăng bài hết sức tự nhiên, đang một cách bình thường giống như là cái gì đó hết sức tự nhiên, tình cờ gặp. Hoặc là các bạn có chạy quảng cáo lựa chọn những vị trí mà nó thể hiện tự nhiên. Trên Facebook, trên Instagram có những vị trí quảng cáo các bạn thì rất là tự nhiên mà khách hàng không nghĩ đâu là quảng cáo. Ví dụ các hành vi mà họ lướt đi feed trên điện thoại và trên máy tính họ lướt đi feed này nè. Họ lướt đi feed thì những cái bài quảng cáo như vậy
hoặc là tại nước họ nước nữa. Nước nữa nha. Đấy, những bài như vậy thì khách hàng sẽ không để ý ra là quảng cáo. Khách hàng cứ nghĩ đây là cái bài mà do mình like, mình để ý, mình làm cái ngành này để nói người ta đi fit của mình. Vì và khách hàng sẽ không để ý lắm tới cái chỗ quảng cáo này. Họ sẽ xem cái bài này là một cái bài đăng, và họ sẽ tò mò để biết và xem. Đó là vị trí, đi fit chính là vị trí mà tự nhiên để các bạn chạy quảng cáo, các bạn sẽ giúp cho khách hàng khám phá ra sản phẩm dịch vụ của các bạn một cách tự nhiên mà khách hàng không nghĩ đó là các bạn đang quảng cáo. Các bạn nhớ một điều, mọi người đều ghét, đều rất là ghét ai đó có ý định tán hàng của mình. Nếu như họ không có ý định của mình thì họ thấy ai đó mà có ý định chèn kéo hay là mời chài mình mua hàng mà cái hàng đó mình không biết, không có nhu cầu thì người ta rất là ghét. Khi bạn đi xe, bạn xuống cái chặt xe, bạn thấy rất là nhiều bác tài xe ôm, đúng không ạ? Chèo kéo các bạn, có đi xe ô tô, có đi xe anh, nhưng các bạn rất là sợ, đúng không ạ? Các bạn cực kỳ sợ, các bạn không an tâm, các bạn thường là các bạn sẽ không chọn và các bạn mặc cái đó với các bạn. Cho dù các bạn biết là giá nó sừng sêm nhau và khi mà ngồi lên xe đó là sẽ đi ra cắt luôn, khỏi cần phải phải rút như vậy, khỏi phải chờ cả. Nhưng mà các bạn, những cái người đó người ta làm, họ các bạn không yên tâm, các bạn lo sợ. Tự nhiên đá bao quay mình chứ, giống như mình ăn thịt. Khách hàng cũng vậy các bạn. Khách hàng không muốn mình làm một mục tiêu của đá bao họ. Khách hàng chỉ muốn là họ khám phá ra cái đó tự nhiên, họ từng gọi thấy, họ tự nhiên thì các bạn sẽ thành công. Còn các bạn, từ khi mà các bạn biết anh đã quan tâm tới sản phẩm thì các bạn mới bắt đầu bán hàng. Còn mà các bạn chưa xác định được họ có quan tâm hay không thì các bạn nên nhẹ nhàng tự nhiên với nhẹ nhàng tự nhiên thấy xin nhẹ đấy. Ok, thì đó là cái phần về marketing. Thì các bạn về nhà, các bạn đọc thêm cái video này nữa các bạn. Một cái video nó nói về phía marketing của chính nhân sự Facebook. Họ làm video, họ nói về cái mô hình phía marketing. Thì Tài sẽ gửi cho lớp tối nay. Rồi ok, thì chúng ta sẽ qua một cái, chỉ còn khoảng 2-3 phút nữa chúng ta sẽ nói về tiếp một cái mô hình quảng cáo hút vào thị trường. Và các bạn sẽ đi thực hành cái việc target khách hàng trên Facebook. Phải nói 5 phút thôi, và sau đó các bạn sẽ thực hành để các bạn target đúng khách hàng trên Facebook mà đang có nhu cầu mua sản phẩm và đã từng mua sản phẩm rồi. Chờ tí để thầy mở đúng cái ảnh. Đây. Phải nói 5 phút lý thuyết thôi các bạn, và các bạn sẽ bắt đầu thực hành ngay trên chính cái Facebook của luôn, chính cái tài khoản Facebook của các bạn. Tại vì sao? Cái mô hình hớt ván thị trường nó là mô hình ngược lại của phía marketing. Nó là một mô hình ngược lại các bạn. Tức là thay vì các bạn sẽ làm theo một cái quy trình từ bước 1 tới bước 3 thì bây giờ các bạn chỉ làm chạy quảng cáo chỉ nữa thôi. Tất nhiên là cái hiệu quả nó sẽ không cao bằng là cái phễu. Hiệu quả chắc chắn là không cao bằng, nhưng nó sẽ phù hợp cho những sản phẩm dịch vụ như sau. Tức là các bạn sẽ chạy hốt ván cho những người mà đang có nhu cầu nhưng người ta chưa xác định mua ở đâu. Tức là họ đang có nhu cầu mua sản phẩm đó nhưng người ta chưa biết là mua thì phải ở Thế Di Động hay là FPT Shop hay là Vietcombank. Làm một
Loại thứ hai là đã dùng sản phẩm của đối thủ rồi nhưng họ không hài lòng, họ không thích sản phẩm đó, hoặc là họ trải nghiệm tồi tệ và các bạn sẽ hớt bán tới người đó để họ thử dùng sản phẩm các bạn, họ trải nghiệm tốt hơn. Thì những sản phẩm sẽ dùng hớt bán hiệu quả là những sản phẩm mà có được mua lặp đi lặp lại nhiều lần trong một năm thì các bạn sẽ hớt bán rất là ok. Ví dụ thời gian chạy quảng cáo hút vào, tức là chạy luôn bán hàng hút vào luôn. Thứ hai là nước hoa, người ta một năm người ta có thể mua 2 lần. Giày dép người ta một năm mua 2 đôi. Áo quần chắc chắn là 1 năm 3-4 lần. Rồi những sản phẩm mà ít nhất một năm mua 1 lần thì các bạn có thể chạy hút vào để nhắm vào những người mà đang có nhu cầu trên Facebook. Và Facebook nó thu thập hết thông tin của người dùng, nó thu thập hết thông tin thành viên của các bạn. Các bạn chat với bạn bè nói ta đang chuẩn bị mua cái máy này là nó biết. Và các bạn chat là ô tô này đẹp không ơi, trên Messenger thôi nha, là Facebook nó biết được và nó sẽ suggest các nhà quảng cáo những thiện quảng cáo cho mình. Còn các bạn chỉ cần like một cái fanpage về ô tô thôi là ngày hôm sau các bạn lên Facebook nước phát là đầy quảng cáo về ô tô đấy. Hoặc là chỉ cần các bạn đang tìm hiểu về mua ô tô hoặc là mua đất, các bạn gõ chỉ cần gõ bất động sản Đà Nẵng thôi, các bạn search từ khóa này, các bạn tham gia một group nào đó là bắt đầu là ngày hôm sau là cái tin tức của bạn nó hiện rất là nhiều cái quảng cáo bất động sản. Vì mỗi hành vi các bạn làm nó dính gì tới cái lĩnh vực nào đó, bạn like, bạn tham gia group, bạn chat với bạn bè, bạn like cái bài về bất động sản, hoặc là bạn like cái bài về ô tô, hoặc là bạn xem cái video về ô tô, là cái ngày hôm sau là có hiện rất là nhiều quảng cáo về những cái bài của bạn like. Đấy, thì đó là lý do mà chúng ta có thể quảng cáo đúng được. Quảng cáo tương đối là chính xác những người mà đang có nhu cầu và những người đã mua hàng rồi trên Facebook. Để làm gì? Để các bạn chạy song song hai chiến dịch. Một là các bạn người chạy hớt vắng, cái bọn người chạy phải mất tiền. Và sau đó các bạn chạy xong hớt vắng. Vì hớt vắng các bạn chạy chi phí rất là rẻ. Một ngày có thể là 50 ngàn, một ngày có thể là 100 ngàn. Nhưng mà các bạn có thể target được. Tại vì sao các bạn? Hay như thế này này các bạn. Cái mỗi ngày các bạn, cái mỗi ngày là rất là nhiều người đang truyền thông trên Facebook. Trong quá trình họ truyền thông sẽ mang tin, họ sẽ educate thị trường, họ sẽ giáo dục khách hàng. Và trong quá trình nhiều người cùng educate, cùng truyền thông, cùng giáo dục thì mỗi ngày nó sẽ phát sinh ra nhiều khách hàng mới, nhiều khách hàng có nhu cầu mới. Có hiểu không? Quá trình nhiều ngày, nhiều đối thủ các bạn làm truyền thông là quảng cáo nó sẽ phát sinh ra nhiều khách hàng mới mỗi ngày. Thì ví dụ như mỗi ngày, một ngày phát sinh ra 1.000 khách hàng mới thì các bạn chỉ cần chạy chi phí để target 1.000 người đó thôi. Ví dụ thầy, giả sử thầy nhận định là 5-6 năm ở Đà Nẵng sẽ truyền thông về khoa học, thì mỗi ngày sẽ có khoảng từ 1.000 tới 2.000 người quan tâm tới mọi loại. Và thầy sẽ chạy một chiến dịch hấp dẫn với ngân sách là khoảng 100.000 một ngày để thầy chạy những ai mà vừa like cái fanpage Martin Lai, vừa comment cái bài về Martin Lai, quảng cáo thầy sẽ xuất hiện ở địa phương của họ. Còn hiểu không ạ? Xuất hiện ngay thì và cứ một ngày, 1.000 người mới xuất hiện, 1.000 người đó thấy quảng cáo thầy. Ngày tiếp theo, 1.000 người đã xuất hiện, thấy cái quảng cáo thầy. Tức là thầy sẽ chạy đúng cái khoảng ngân sách, nó đúng với lượng khách hàng mới phát sinh sau mỗi ngày mà cộng đồng nó làm educate thị trường. Hiểu không ạ? Đấy, thì các bạn sẽ chạy chữ chừng chừng đó là sắp thôi. Nhưng các bạn sẽ biết là đúng khách hàng mà đang có nhu cầu nhưng chưa biết chọn ai đi mua, hoặc đã mua rồi nhưng không hài lòng, muốn dùng cái sản phẩm khác. Tại vì họ mua gì đó rồi, họ sẽ like lên bay, họ sẽ chat, họ sẽ tham gia group, hoặc là sẽ cho mình lục. Như vậy là các bạn sẽ target đúng họ, là họ sẽ thêm quan tâm sản phẩm của bạn. Ok, đó là lý thuyết bây giờ thực hành các bạn. Mọi người vô Facebook bạn, cái phần này là phần quan trọng nhất của buổi hôm nay nha. Mọi người vô Facebook, cái này các bạn sẽ dùng để chạy hớt bán được hoặc là chạy trong khám phá đúng luôn. Thầy chỉ nói về kỹ thuật target khách hàng thôi. Rồi mọi người bấm tạo quảng cáo.
Này có giờ lúc tạo này, hoặc là mọi người kích ở đây. Mọi người bấm tạo tài khoản quảng cáo hoặc là tạo quảng cáo ở đây. Miễn sao mọi người vô được cái khu vực này. Miễn sao mọi người vô được cái khu vực là khu vực quảng cáo này các bạn. Đấy, miễn sao mọi người vô được khu vực này nè. Đấy. Sau đó mọi người chọn nhanh một cái mục tiêu tương tác được, chọn nhanh để vô khu vực thiết lập. Cái này không cần. Đấy, vô khu vực thiết lập quảng cáo ngay luôn. Thì tối nay chúng ta sẽ đi nhắm mục tiêu chi tiết. Các bạn sẽ học kỹ thuật làm sao để nhắm đúng khách hàng. Nhắm đúng khách hàng cho cái sản phẩm của các bạn nha. Mọi người vô đây chưa ạ? Đây nha. Rồi thầy chờ nha. Mọi người tạo chiến dịch. Sau đó tới cái chỗ nhắm mục tiêu chi tiết này. Chúng ta chỉ nói về cái này thôi. Chúng ta chỉ thực hành về nhắm mục tiêu chi tiết thôi và để thầy giải thích, thầy hướng dẫn cách nhắm. Mọi người làm kéo tới đây đã. Mọi người hết xong mấy giờ tới đây chưa ạ? Còn ai chưa xong ạ? Rồi, chúng ta chờ một phút nữa các bạn. Khi các bạn làm được cái này rồi là các bạn có thể nhắm sản phẩm nào cũng đúng ấy nhá. Bất động sản cũng trúng, du lịch cũng trúng, khách sạn cũng trúng. Phải nói thật sự luôn. Nó nằm trong cái hành vi của họ. Các bạn chỉ nhắm đúng cái hành vi của khách hàng là sẽ quảng cáo đúng cái người đó. Bây giờ đau lắm. Rồi, ok, các bạn nhớ nào. Cái này chúng ta sẽ nói sau, cái này dễ nè, cái này không cần nói nè. Cái đối tượng này thì chúng ta sẽ bàn buổi thứ hai. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về cái này để các bạn chạy quảng cáo hốt ván và chạy quảng cáo khám phá. Thì khi các bạn tới cái bước này là cái bước nhắm mục tiêu chi tiết. Các bạn sẽ có bấm vào lướt xem. Facebook nó sẽ gợi ý cho các bạn ba cái phần. Ba cái phần các bạn. Một là nhân khoa học, hai là sở thích, ba là hành vi. Câu hỏi là tại sao nó lại đưa ra ba cái mục này? Đây là ba mục, là ba cái đặc tính của một người. Mỗi một người đều có cái đặc tính, các đặc tính về nhân khoa học. Mỗi một người đều có những đặc tính về sở thích. Mỗi một người đều có những cái thông tin về hành vi của họ. Facebook nó thu thập thông tin nhân khoa học của các bạn tuổi, ngày sinh, nó thu thập hết. Bạn bè của bạn, các bạn đám cưới, sinh con, nó thu thập hết. Các bạn thích cái gì, nó biết hết. Các bạn trách nhiệm ở đâu, tới sân bay nào, đi nước nào, du lịch ở đâu, doanh nhân hay là bác sĩ, hay là dùng Facebook, điện thoại gì, laptop gì, nó biết hết. Vậy thì các bạn
Các bạn nhìn nha. Khi các bạn nhắm mục tiêu chi tiết đúng là các bạn phải chọn lựa nhân của họ, của khách hàng các bạn như thế nào, chọn lựa hành vi của họ ra sao và chọn lựa sở thích của khách hàng các bạn, các đặc điểm như thế nào để giao ba cái này lại nó sẽ ra đúng khách hàng của các bạn. Tức là khách hàng của bạn họ sẽ có hành vi gì trên Facebook, họ sẽ có nhân khoa học là gì, nhân khoa học là độ tuổi, là giới tính, là hành ngành nghề, là quan hệ. Quan hệ có nghĩa là độc thân hay là kết hôn, là cha mẹ hay là chưa phải là cha mẹ. Sở thích là họ thích cái gì, thích bất động sản, thích đầu tư, thích du lịch hay thích cái gì. Thì các bạn sẽ chọn lựa ba cái đặc tính này và giao nhau giữa ba đặc tính này đó chính là khách hàng của bạn. Thầy ví dụ, thầy là một ví dụ cho các bạn thấy. Bây giờ giả sử thầy là một chủ một khách sạn 3 sao ở Đà Nẵng, thầy muốn nhắm những người mà sẽ đi du lịch tới Đà Nẵng và đặt phòng khách sạn 3 sao. Vậy thì đầu tiên thầy sẽ nhắm cái sở thích trước đã. Sở thích, thầy sẽ chọn sở thích là những người du lịch. Du lịch. Đấy, thầy sẽ chọn sở thích du lịch và nhóm người này rất là đông các bạn. Cái thông số này nó bị lỗi các bạn nha. Nó bị lỗi. Thầy chọn tiếp. Rồi, đầu tiên là thầy chọn sở thích là những người thích du lịch. Sau đó, tiếp tục, thầy sẽ chọn hành vi. Gợi ý nè, thầy sẽ chọn hành vi. Và để chọn hành vi, thầy sẽ chọn chức năng là thu hẹp đối tượng. Đây, thầy chọn du lịch thường xuyên. Đi du lịch thường xuyên nè, thường xuyên đi du lịch nè. Đi du lịch quốc tế nè. Quốc tế thường xuyên này. Đây. Và tiếp tục thầy sẽ chọn, nếu như thầy muốn chọn nhân khẩu nữa thì sẽ chọn nhân khẩu. Ví dụ thầy chọn nhân khẩu là thầy thu hẹp hơn nữa nè. Thầy chọn nhân khẩu là đối với cái này nhân khẩu chúng ta sẽ chọn là những người lướt xem nè, nhân khẩu nè. Sự kiện. Quan hệ nè. Đấy, tình trạng quan hệ này thường là những người đang hẹn hò là một nè, đã kết hôn nè, đã đính hôn nè. Đấy, là những người khả năng đi du lịch rất là cao. Có một loại không xác định nữa. Đấy. Vậy thì các bạn nhìn bảng à. Ở đây thầy dùng chức năng là thu hẹp đối tượng để làm gì? Để những ai mà đang có sở thích về du lịch, hoặc là đang có sở thích về bất động sản, hoặc là đang có sở thích về cái ngành nào đó mà mặc đọc ô tô xe máy đi ngành đường, thì những người mà có sở thích này đồng thời họ phải có một trong hai cái hành vi này. Một, hoặc là họ là những người đi du lịch thường xuyên, hoặc họ là những người đi du lịch quốc tế thường xuyên. Và những người mà đồng thời có một trong hai cái này phải đồng thời có cái nhân họ, một họ là họ đang đính hôn, hoặc là họ đã kết hôn, hoặc họ đang hẹn hò, hoặc là họ không xác định. Tức là chúng ta dùng thu hẹp đối tượng để chúng ta giao cái đống này, giao cái đống này và giao cái đống này, để những người nào mà có cùng một lúc ba cái đống này, họ nắm ba điều kiện này thì quảng cáo các bạn mới xuất hiện ở trên YouTube của họ. Đây, thầy ví dụ bất động sản thì sao? Ví dụ bất động sản, giả sử thầy chọn đầu tiên là thầy chọn sẽ là bất động sản này. Đấy, sở thích bất động sản này, đầu tư bất động sản này. Đấy, đầu tư bất động sản thì giả sử thầy chọn hai cái này, thầy tắt, thầy cũng thu hẹp đối tượng, thầy cũng thu hẹp đối tượng. Thầy thu hẹp đối tượng, nếu như thầy là người muốn kinh doanh bất động sản giả ở Đà Nẵng hoặc Quảng Nam,
thầy sẽ chọn thêm một cái sở thích nữa, là sở thích Đà Nẵng. Đấy, có nghĩa là những ai mà có sở thích về bất động sản và những người nào có sở thích Đà Nẵng, và thầy sẽ thêm một cái hành vi nữa, thu hẹp hành vi những người mà du lịch thường xuyên này, thường xuyên là những người giàu này, quốc tế này, du lịch thường xuyên này, là những người sếp hay đi công tác này. Đây, giả sử thầy target như vậy, để thầy nhắm tới những người đầu tiên họ phải có sở thích bất động sản, thứ hai là họ phải có sở thích ở Đà Nẵng. Thường là những người mà thích Đà Nẵng, quan tâm tới Đà Nẵng là họ sẽ mua bất động sản gần Đà Nẵng, họ ở Đà Nẵng. Và những người đó là những người giàu, người đi du lịch thường xuyên và đi du lịch quốc tế thường xuyên, hoặc là đi du lịch thường xuyên hoặc đi quốc tế thì những ai mà họ đảm ba cái điều kiện này, tất nhiên là các bạn có thể bỏ chọn thêm điều kiện, hoặc là các bạn có thể chỉ chọn hai điều kiện thôi, tùy các bạn. Các bạn chọn ít điều kiện thì nó sẽ đọc, các bạn chọn nhiều điều kiện thì nó sẽ hẹp lại. Ví dụ như thầy chọn rộng quá, nó tới 3 thì 3 người, 3 đa người. Đấy, thầy có thể thu hẹp nữa. Đấy. Còn các bạn có thể loại trừ dưới này. Rồi, bây giờ các bạn thực hành nào. Mọi người nhắm chính mục tiêu chi tiết cho cái sản phẩm của các bạn. Các bạn bấm chỗ lướt xem nè. Đầu tiên các bạn gõ sở thích trước. Ví dụ các bạn gõ sở thích, sở thích gì đó về sản phẩm dịch vụ của các bạn thích sở thích ẩm thực, bất động sản, sở thích du lịch. Sau khi các bạn chọn sở thích xong, đấy, sau khi các bạn chọn sở thích xong, các bạn bắt đầu là chọn nhiều sở thích nha, nhiều sở thích về lĩnh vực đó. Sau đó các bạn thu hẹp đối tượng và các bạn chọn hành vi, các bạn chọn hành vi. Sau đó thu hẹp đối tượng tiếp, các bạn chọn nhân khẩu. Đấy, các bạn có thể kích rộng ra, kích dấu mũi tên ra hết để tìm cái thông tin đúng về khách hàng của mình. Đấy, mọi người kích sổ hết ra luôn. Còn mà cái chỗ nào mà nó có cái thông tin, nó có thông tin là học vấn, nó có thông tin là cái này nè, là các bạn kích vô để các bạn tìm kiếm. Các bạn kích vô cái này, cái biểu tượng tìm kiếm là các bạn kích vô để các bạn gõ tìm kiếm. Ví dụ như là đã từng học trường Đại học Đà Nẵng này, Đại học Kinh tế. Đấy, gõ ra rất là nhiều các bạn. Rồi, bây giờ mọi người thực hành đi ạ. Mọi người dùng chức năng thu hẹp đối tượng để chọn đúng 3 hoặc là 2 cái đặc tính. Đầu tiên là sở thích, sau đó các bạn sẽ chọn hành vi hoặc là nhân khoa học. Đấy, sau đó chọn về hành vi. Ở đây nó sẽ phân biệt được là đâu là hành vi, đâu là sở thích các bạn nha. Đây nè. Đấy. Để các bạn target đúng khách hàng của mình, những người mà họ bán 2 điều kiện hoặc là 3 điều kiện. Còn người làm theo, các bạn kích cho nó sổ xuống là nó ra rất là nhiều thông tin. Nhưng mà đầu tiên là các bạn rõ sở thích trước, chọn nhiều sở thích đúng của khách hàng trước. Sau đó các bạn dùng chức năng thu hẹp đối tượng để các bạn xác định đặc tính thứ hai của khách hàng. Có nhân khẩu không?
Các bạn lưu ý, cái sở thích là các bạn sẽ bỏ vào một ô sở thích, hành vi các bạn bỏ vào một ô hành vi, và nhân khoa học các bạn bỏ vào một ô nhân khoa học. Không được bỏ sở thích và hành vi hoặc là nhân học vô một ô, tại vì nó sẽ lấy cái tiêu chí là nó sẽ chọn một trong các sở thích này để nó giao một trong những cái nhân khoa học này, và nó giao tiếp một trong những cái hành vi dưới này. Cho nên là các bạn sẽ để một ô riêng, chọn ô các sở thích riêng, các nhân khoa học riêng và các hành vi riêng. Các bạn cũng có thể trường hợp là không cần nhân khoa học cũng được, một số sản phẩm nó không cần phải cần nhân khoa học, hoặc với số sản phẩm các bạn không cần phải dùng hành vi, nhưng sở thích là cái đầu tiên các bạn phải chọn. Sau đó các bạn chọn hành vi hay là nhân khoa học thì các bạn. Ok, ai làm xong chụp ảnh màn hình gửi lên group để báo cáo nha. Chụp ảnh lại cái màn hình này nè, hoặc là chụp ảnh từng phần. Ví dụ các bạn chụp ảnh sở thích, sau các bạn chụp ảnh năng khoa học, và các bạn chụp ảnh về hành vi, các bạn gửi lên group đó, group cá nhân các bạn. Thứ lắm. Mọi người gõ cho nè, gõ sớt.
search sở thích, sau đó search về hành vi nhân khoa học, mọi người search nó ra. Sau khi mọi người tìm không ra, tìm chỗ này không ra thì mọi người search. Có nhiều thông tin lắm mọi người. Thank you.
Thank you.
Rồi, ok. Mọi người tạm dừng lại đi. Một chút bạn đi thầy nhé. Để thích cái chỗ này tiến cho mọi người ạ. Mọi người chú ý bạn. Thầy nói, tí đi cho mọi người lưu ý.
là khi các bạn chạy quảng cáo, các bạn chọn xong đối tượng, các bạn chọn xong độ tuổi, giới tính, ngôn ngữ, các bạn chọn tiếp, nhắm mục tiêu gì tiếp, thì các bạn sẽ nhìn cái bên này nè, nhìn cái số bên này để các bạn xác định được là các bạn chạy ngân sách bao nhiêu, thì các bạn chọn cái chọn cái nhắm số người tiếp tạo tiềm năng là nó khoảng các 3 cố lần. Ví dụ giả sử thầy muốn chạy 1 triệu, ngân sách tổng ngân sách của thầy là 5 triệu, vậy thì thầy sẽ chạy bao nhiêu là được? Facebook nó cho các bạn một cái giá là nếu như bạn chạy 50 ngàn đồng thì trung bình bạn sẽ có được 1.000 lần hiển thị, tức là 1.000 lần quảng cáo hiển thị. Cho nên là với 130.000 người này thì để thầy tiếp cận được 130.000 người thì thầy mất khoảng là 50.000 là 1.000 hiển thị, mà 500.000 đồng là thầy có 10.000 hiển thị, mà 5 triệu thì thầy sẽ có 100.000 hiển thị. Vậy thì với 130.000 này thầy sẽ bỏ ra khoảng 6 triệu rưỡi để thầy hiển thị 130.000 quảng cáo, lượt quảng cáo. Vậy thì để thầy chạy 6 triệu đó, thầy nên nhắm số người tiếp cận là 250.000 hoặc là 300.000 để cái khoảng tiềm năng nó đắt gấp đôi, gấp 3 cái ngân sách mà bạn chạy, để thuật toán của Facebook nó mới chạy auto được, nó mới chạy, nó không bị dừng quảng cáo, hiểu không ạ? Thế còn mà tiếp cận của bạn tiềm năng tiếp cận 1.3 mà bạn chạy trong 6 triệu rưỡi thì nó sẽ có một số người nó không tiếp cận được cái quảng cáo của bạn, nó không chạy cái ngân sách, còn hiểu không ạ? Nó sẽ không chạy cái ngân sách, có nghĩa là cái tiềm năng này là có thể là chỉ có khoảng 70%, 50% người thấy thôi. Còn những người mà không online, không online trong cái ngày mà các bạn chạy đó mà các bạn không tiếp cận được đấy, thì các bạn lưu ý là các bạn căn cứ vào cái số này để các bạn tính tiền nè. 50.000 các bạn sẽ có được 1.000 là những cái tiền quảng cáo, đó là giá trung bình của Facebook. Thì các bạn căn cứ vào cái nhánh này để các bạn chọn được cái đối tượng gấp đôi hoặc gấp ba hoặc gấp tư là cái ngân sách mà các bạn định chạy. Các bạn chạy 1 triệu trong 7 ngày thì các bạn bỏ giao động khoảng tài ghét khoảng 30.000 người, cao lắm là 100.000 là được. Đấy thì các bạn để cái chỗ này trong quá trình các bạn target lên. Rồi có một cái thủ thuật nữa là khi các bạn chọn một hai sở thích xong, các bạn nên bấm gửi ý để cho Facebook nó gửi cho các bạn một số cái sở thích khác, những cái sở thích mà liên quan tới hai sở thích đầu tiên này nó sẽ gửi ý cho các bạn đấy. Hoặc là nếu các bạn chọn hành vi trước, các bạn chọn hành vi trước, giả sử các bạn chọn hành vi du lịch thường xuyên trước, sau đó các bạn bấm gửi, nó sẽ căn cứ vào cái hành vi này, nó sẽ gợi ý cho các bạn thêm một số cái hành vi và một số sở thích liên quan tới hành vi đó. Ví dụ thầy chọn thêm cái hành vi liên quan tới hành vi này, người du lịch thường xuyên này, chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ này, đấy nó gợi ý một số cái hành vi liên quan đấy. Tất nhiên là hành vi nó không có nhiều lắm, các bạn phải bấm vô hành vi chi tiết hơn để các bạn chọn đấy. Thì các bạn nên tham khảo qua một gợi ý của nó. Ok, thầy giải thích là cái chỗ này tức là hiện nay giá của Facebook là trung bình là bạn chạy 1.000 lần hiển thị quảng cáo nó sẽ thu bạn 50.000 đồng, đó là giá trung bình, cao hay là thấp tùy các bạn, tùy vào chất lượng các bạn quảng cáo. Và khi mà thầy nhắm cái đối tượng này đó, ví dụ dự định của thầy là thầy chạy 5 triệu đồng cho toàn bộ chiến dịch, vậy thì thầy lấy 50, thầy lấy 5 triệu thầy chia cho 50 thì thầy sẽ ra là 20 lần thầy nhân số 1.000 này thì nó sẽ ra số lượt thầy có thể tiếp cận ở trên này. Ví dụ như là thầy 5 triệu thầy chia 50 là nó ra 10 thầy nhân số 1.000 là nó ra 10 à, 1
50 người 100 ngàn thì ra 100 ngàn người. 100 ngàn người thì chỗ này thầy nên chọn khách hàng tiềm năng là từ 200 ngàn tới 300 ngàn là hợp lý. Tức là khi các bạn chọn làm sao cái mũi tên này nè, mũi tên này nó nằm thẳng, nằm thẳng là nó sẽ hiệu quả nhất. Còn nó nằm về phía đỏ này đó là đối tượng quá hẹp, còn nó nằm phía vàng này là đối tượng quá rộng. Đấy, thì các bạn làm sao mà cái mũi kim này nó nằm thẳng? Để các bạn nó dự đoán cho các bạn chính xác cái đối tượng phù hợp với cái ngày khách hàng ngày hoặc là ngày sách chọn đời tùy các bạn, nhưng mà nó sẽ suggest cho các bạn phù hợp. Là quảng cáo các bạn hiển thị 1.000 là đây nè, ví dụ như thầy lướt Facebook nha, thầy lướt Facebook đây, thầy thấy một cái bài này là nó đã hiển thị 1 lần và nó sẽ hiển thị 1.000 lần, có nghĩa là nó sẽ hiển thị new feed xuất hiện 1.000 lần như vậy. Không phải 1.000 người, có thể là 500 người, có thể là 700 người, có một người có thể thấy 2 lần, nhưng mà nó sẽ hiện 1.000 lần như vậy. Tuy vào nó, tức là cái người đó nằm trong cái tay app của em và em chạy, nhưng mà em chạy mục tiêu là tương tác, là nó cứ chạy lại và đi chạy lại cái người đó thì người ta tương tác. Đó khi là nó tương tác xong thì nó mất không nghĩ tiền nữa. Đấy, cái này chúng ta sẽ nói buổi thứ năm về chạy quảng cáo thì các bạn sẽ hiểu. Tức là nó tùy vào cái mục tiêu các bạn chạy quảng cáo. Đây, tức là khi các bạn chạy quảng cáo nó tùy vào mục tiêu. Ví dụ các bạn chạy tương tác là nó sẽ chạy cho tới khi nào mà khách hàng tương tác thì nó mới hết chạy cho người đó, nó mới hết xuất hiện. Còn mà họ chưa tương tác là nó cứ chạy lại. Ví dụ các bạn chạy tương tác, một là nó sẽ ưu tiên những người tương tác, và thứ hai là nó sẽ chạy liên tục. Khi nào người ta tương tác xong là nó còn nó giảm hoặc là nó không cho người ta thấy. Còn ai tương tác là nó sẽ chạy tiếp để làm sao người ta tương tác được. Vì nó sẽ ưu tiên nó quảng cáo của các bạn chạy liên tục để cho các bạn đạt được nhiều tương tác. Nó sẽ tìm mọi cách để các bạn làm được. Còn các bạn có thể chạy thêm số lượt video thì nó sẽ tìm mọi cách để các bạn đạt được nhiều người xem video, nhiều lượt xem video. Cái này chúng ta sẽ nói ở cái bài thứ 5 hoặc thứ 6. Để khi các bạn chạy bán hàng hay các bạn chạy kết thúc nhu cầu, các bạn sẽ đọc đúng mục tiêu. Rồi mọi người làm xong chụp ảnh màn hình gửi lên cho thầy nha. Ok. À, tối nay cũng học cũng khá khuya rồi các bạn. Xin lỗi các bạn ha. Quên mất. À, tối nay chúng ta sẽ học tới đây. Sẽ kết thúc cái buổi học tới đây ở đây. Thì các bạn gửi kết quả lên trên group cho thầy. Và trung tâm sẽ xem từng bạn và feedback cho các bạn trên góc độ là sản phẩm của các bạn nó có phù hợp với cái cách các bạn chọn hay không. Rồi, các bạn có câu hỏi gì cho tối hôm nay không ạ? À, ok. Đây đúng là câu hỏi mà các bạn sẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc. Thực ra là hiện nay Facebook nó cho mình cái gì thì mình dùng cái đấy thôi. Mình không thể đi xa hơn những gì mà Facebook thu thập. Đầu tiên các em muốn chọn đúng, đầu tiên là các em phải bấm lướt xem hết cái mục nhà khoa học. Tức là các em phải bấm nó liệt kê ra hết một nhân học có gì. Sau khi các bạn liệt kê xong mà không thỏa mãn thì các bạn thấy những cái biểu tượng này không ạ? Đấy là biểu tượng tìm kiếm. Các bạn sẽ kích để tìm kiếm, ví dụ như tìm kiếm về ngành học, tìm kiếm về trường học. Các bạn kích vô các bạn tìm kiếm về trường học. Các bạn kích vô các bạn tìm kiếm về ngành học. Đấy. Nếu như chưa đúng ý các bạn có thể bấm tài chính tìm kiếm, tìm tiếp. Đấy, các bạn kích hết ra. Còn nếu như mà Facebook nó không liệt kê ở trong này thì các bạn không thể nào dùng được.
em hiểu không? Còn lại thì em target chính xác, em phải phỏng vấn khách hàng. Tức là nó sẽ có một cái mẹo sau đây. Giả sử là cao chè vàng, cái bạn đó chạy về chè vàng gì đó cho bà mẹ sau sinh. Thì trước khi người ta dùng cái chè vàng, em target người ta đã dùng sản phẩm gì ở gần đó. Trước khi dùng cao chè vàng, em target cái người nào mà dùng cái sản phẩm gần đó. Ví dụ như là quan tâm tới sữa cho trẻ sơ sinh, quan tâm tới bệnh viện sinh đỡ sinh đẻ, quan tâm tới chăm sóc trẻ sơ sinh. Thì những người quan tâm tới chăm sóc trẻ sơ sinh là những người có khả năng uống cao chè vàng cho bà mẹ, em hiểu không? Tại vì các bạn có thể dựa vào hành vi của họ để thành đạt nào. Tức là chúng ta, các em xác định hành vi của khách hàng để các em nó giống như là tức là trong cái quá trình mà người ta dùng sản phẩm của em, trước khi dùng sản phẩm của em họ sẽ dùng sản phẩm gì, mà sau khi dùng sản phẩm đó họ sẽ dùng tiếp sản phẩm của em, thì em có thể nhắm thêm những người mà dùng sản phẩm trước đó của em là một cách. Cách hai là em đi phỏng vấn khách hàng, em hỏi là chị có sản phẩm gì, chị hai có hành vi gì, em phải hỏi họ. Tại vì là chắc chắn là thầy không làm sản phẩm của em nên thầy không biết. Thì các em hỏi trực tiếp người khách hàng, hoặc là hỏi nhân viên bán hàng, hoặc là hỏi người quản lý của em, là họ sẽ cho em kiến thức về khách hàng. Và khi đó em sẽ target đúng những cái hiểu biết của em về khách hàng. Đấy. Hoặc là em phải đứng quan sát khách hàng, xem khách hàng của em họ hay làm gì, hay làm gì, họ lướt Facebook như thế nào. Đấy. Ok, thầy sẽ cố gắng trong quá trình feedback, thầy sẽ cố gắng gợi ý cho các bạn những cái gì đó chọn lựa đúng trong cái phần của các bạn. Ok, chúng ta kết thúc buổi học nào. Ok, kết thúc buổi học. Chịu quá, sorry.